Em bên mấy cái hộp hồng trắng trắng cái gì lại Đâu mà quýt đâu. cục quýt đâu nè em, nè mấy cục đó. Rồi hello mấy chị nha. À chia sẻ. Rồi hello mấy chị nào vô rồi chấm mà tương tác dùng cho Hải với, chia sẻ like dùng cho Hải nha. Trời tính mặc áo phông mà lạnh quá cũng phải đi kiếm cái áo len mà. Rồi lên nha mấy chị yêu nha, chia sẻ like dùng cho em nè. Tối nay nhớ xin like nha, cơ hội cuối đó. Hết quần rinh rồi, bữa là like hỏi Hải quần rinh là không có nữa nha mấy chị yêu nha. Tại vì đợt cuối người ta chào Hải là hết sập luôn rồi mấy chị. Rồi lên chia sẻ like dùng cho Hải nè. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại nha mấy chị yêu nha. Tặng kèm số điện thoại dùm em, bồ lụa này, bông tai này. Trời ơi. Đây đây, tặng chị Thu Nguyễn. Trời, có cái đầm này xinh lắm luôn này mấy chị. Cái đầm xô này. Có cái áo xô đẹp lắm mấy chị. Thôi mình dùm em mã tặng kèm số điện thoại luôn. Nên em tặng hết luôn, like nhanh ha. Tại vì là quần rinh còn ít lắm mấy chị. Quần rinh còn siêu ít luôn á. Thật sự là Hải mới đăng hình thôi mà bạn chốt hơi nhiều luôn. Nên là mấy chị nào mà bữa nay mà ghi quần rinh là mình phải chốt nhanh nha mấy chịu nha. Chốt lẹ nha mấy chịu nha. Bây giờ hiện tại là còn đúng được 500 cái nha mấy chịu nha. Còn đúng được 500 cái trong live hôm nay nha mấy chịu nha. Đây là chị nào mà đang xem live mấy chị chuẩn bị tinh thần nha. Và chia sẻ like lên, tương tác lên nha. Xem sẽ ưu tiên những chị nào có hiển thị người chia sẻ like. Chia sẻ like dùng cho em, của mình dùng cho em, mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em ha. Rồi bắt đầu em like tặng, à, em tặng trước nha mấy chịu nha. Này có cả lên bé ở trong đây luôn. Một con áo khoác. Rồi lên dùm cho em mã tặng kèm số điện thoại dùm cho em. À, chị nào vô rồi chấm bài tương tác lên dùm em ha. Không mình dùm cho em mã tặng kèm số điện thoại, chia sẻ like lên nha mấy chị yêu nha. Hôm nay chị nào xem like thì nhớ thả tim cho Hải nha mấy chị yêu nha. Tương tác lên mấy chị yêu nha. Hôm nay lên quần rinh nè, lên hàng to bao cho mình nè. Nên là chị nào bỏ like, chị nào muốn sắm Tết thì nhớ theo dõi cái fanpage của em ha. Tại vì giá em ra là rất là rẻ cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Nói chung là shopping không cần nhìn giá đó mấy chị, giá lúc nào cũng giá tốt nha mấy chị yêu nha. Rồi không mình dùm cho em mã tặng kèm số điện thoại dùm cho em. Tặng kèm số điện thoại xương xương, con áo này ra ngồi cũng là 160-170. Chị nào chưa chia sẻ like, chia like liền với em nữa mấy chị ạ. À, em mới chốt được 7 cái quần rinh. Rồi lên nhanh nha mấy chị yêu nha. Không mình dùm cho em mã tặng kèm số điện thoại dùm cho em. Thật sự luôn, có nhiều bạn mua của em là Nguyễn Dung 248 chia sẻ like lên với em. 20 cái quần rinh mấy chị, 20 cái quần rinh rồi nhưng mà vẫn hỏi chợ ngày nào cũng hỏi Hải ơi có về quần rinh hay không, chị mua chị để dành sang năm chị mặc đi làm rồi chị mặc rất là thoải mái. Lần nói chung là cuối năm nào Hải cũng mua của chị là mấy chị mua của Hải là 20 cái quần rinh hay 30 cái quần rinh Hải để mặc cả năm luôn á nha mấy chị yêu nha. Cứ cuối năm thì người ta mới sale hàng lẻ size cho Hải nha mấy chị yêu nha. Rồi tương tác dùng cho em, của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Một con đơn áo đi rồi chị biết rồi mà. Mấy chị yêu nha. Hàng của nó là hàng như thế này nè mấy chị nè. Tuyết Hà chia sẻ nha mấy chị yêu nha. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Hôm nay có rất là nhiều hàng to bao luôn nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà đa số sẽ là live rinh nhiều hơn là hàng to bao nha mấy chị yêu nha. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại, chia sẻ like lên nha mấy tình yêu nha. Chị nào mà vô rồi thì mình chia sẻ like lên cho Hải nha. Hôm nay Hải like trễ một chút xíu nha mấy chị yêu nha. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Thị Thanh Hoa chia sẻ like lên với em mấy chị ơi. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại nha mấy chị yêu nha. Tặng kèm số điện thoại dùng cho em luôn mấy chị ơi. Mã tặng em chỉ chốt chị nào đã chia sẻ like, cố gắng chia like lên với em mấy chị ơi. Mã tặng đầu tiên chứ gì cần Thị Thu nè.
Rồi tiếp một bộ luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi lên nhanh dùng cho em, của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Tiếp một bộ nha mấy tình yêu nha. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại chia sẻ like lên mấy chị yêu nha. Rồi lên mã tặng luôn nè mấy chị, tặng tiếp một bộ luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi lên nhanh dùng cho em, của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại nè mấy chị nè. Lên nhanh nha mấy tình yêu nha. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Lên mã tặng kèm số kiên trương chia sẻ lên giúp em à. Rồi của mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng em ha. Em tặng nhanh, em like nhanh lắm mấy chị ơi. Em là tặng siêu nhanh luôn. Rồi mã tặng kèm số điện thoại lên giúp em mấy chị ơi, tặng em trước tờ ra. Rồi ghi dùm em mã tặng bộ lụa và kèm số điện thoại dùng cho em. Bộ gấm á, cái này là bộ gấm ha. Rồi cái này chốt liền em mã tặng bộ gấm kèm số điện thoại vô em tặng nhanh lắm luôn nha. Siêu nhanh luôn. Nhật Thành Nguyễn chia sẻ like lên giúp em bực. Chị Ngọc chưa? Chị muốn cầu với em rồi để chọn tiếp đến ngày tối nay ngày mai nữa chị ạ. Rồi em mã tặng lên bé dùng cho em, lên bé này là tầm khoảng 20 kg đổ lại nha. Rồi không mình dùng em mã tặng lên bé này. Tặng anh chúng chơi Xu Quỳnh 106. Rồi ghi liền em mã tặng lên bé dùng cho em ha. Rồi không mình dùng cho em mã này là mã tặng bộ tặng set dùng em. Tặng set ren nha, em có một set này. Set ren này đẹp lắm luôn á, size M. Đây, size M nha, nguyên cái set ren luôn tặng, tặng luôn lên ha. Bé lên giúp em ạ. Đẹp chưa mấy chị nè. Rồi ghi dùm em mã tặng set ren dùm cho em. Có một set duy nhất thôi mấy chị yêu nha. Tặng set ren dùm cho em nè. Ghi em mã tặng set ren một set. Trời ơi, tặng lên bé chứ Thu Vi Nguyễn. Rồi em có đôi hoa tai nè mấy chị nè. Đôi hoa tai nha, em tặng luôn ha. Không mình dùm em mã tặng hoa tai dùm em. Tặng hoa tai nha, em có một đôi nè. Một đôi nha, design Korea dùm em. Hàng Korea nha, không phải là hàng thường đâu. Mấy chị thấy em đeo ngày một luôn á. Em rất là bị dưỡng với mấy cái đôi tai này luôn. Nhưng mà từ khi em tìm được cái nguồn mà Korea này em mua này, mấy chị là em đeo em không có bị gì hết nha mấy chị nha. Giá nó cao hơn bình thường một chút xíu vàng. Nhưng mà đeo rất là sướng luôn. Và đeo hoài luôn mấy chị, nó cũng không có bay màu, không có bạc màu và rất là êm nha mấy chị nha. Không có bị dị ứng đâu mấy chị. Và cái này em tặng luôn ha. Thôi có mình dùm em mà tặng hoa tai dùm cho. Lên mã tặng hoa tai với em đi ạ. Rồi em có một con sơ mi phôm to nha. Sơ mi này mấy chị nào mà 60kg mang ok luôn đó mấy chị. 60kg mang ok luôn nha. Rồi lên dùm cho em mã sơ mi. Em tặng mấy chị con này 19k. Chúc em mã sơ mi 19k dùm em nè. Sơ mi 19k. Tặng hoa tai cho Phước Trinh Trần. Rồi ghi liền em mã sơ mi 19k nha mấy chị luôn nha. Trời ơi một con sơ mi 19k với em ạ. Rồi ghi liền em sơ mi 19k với Hương Huỳnh. Rồi lên luôn nha mấy chị yêu nha. Caro dùng cho em 9k dùng cho em luôn. Chốt liền em mà áo kiểu. Áo kiểu 9k đi mấy chị để coi nha. Ghi liền em mà áo kiểu 9k dùng cho hải nha. Áo kiểu dùng cho em 9k luôn mấy chị. Áo kiểu 9k với em hết tặng hoa tai rồi mấy chị ơi. Đẹp lắm. Caro 9k với Thảo My đẹp lắm luôn. Áo sơ mi dùng cho em tặng luôn cho mấy chị luôn này 5k luôn. Rồi ghi liền em mà sơ mi 5k dùng cho em. Rồi em sẽ lên tặng mấy chị một mã áo khoác. Sơ mi 5k lên giúp em hết mã áo kiểu 9k. Sẽ dành tặng một bộ áo khoác này cho 10 chị luôn nha mấy chị yêu nha. Lên nhanh nha mấy tình yêu nha. Nghe giá sốc luôn. Em sẽ bán tặng cho mấy chị con. Sơ mi 5k lên giúp em chứ Giang Giang. Đẹp lắm nha. 220 ngàn ở ngồi nha. Hôm nay em sẽ bán tặng cho mấy chị với giá là 69 ngàn. Chiều lấy thì chốt liền em mã áo khoác giùm em 69 ngàn. Và chị nào có con á, em nói thật luôn, bạn nào cũng trời ơi đồ mẹ mua cho con áo này đi mẹ ơi, rất là hot luôn, bạn nào cũng có hết trơn á mấy chị nha. Mấy chị nha, hai mẹ con mặc được luôn. 65kg đổ lại men ok. Em sẽ bán tặng mấy chị con này với giá là 69 ngàn ha. Chiều lấy nhanh thì chốt nha, đúng 10 con duy nhất nha mấy chị nha. 69 ngàn chốt lẹ nha mấy chị nha. Hay em mới vừa về em tặng luôn cho mấy chị luôn. Lên mã khoác 69 ngàn giúp em. Rồi chốt liền em mã áo 69 ngàn nha mấy tình yêu nha. 10 con duy nhất. Rồi lên nhanh nha mấy tình yêu nha. Áo khoác 69 ngàn lên giúp em à. Hết mã sơ mi 5k rồi mấy chị ơi. Khoác 69k cho Lý Nguyễn, chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để thứ chủ nhật em đi đơn luôn mấy chị ạ. Khoác 69 cho Hương Quê. Lên mã áo khoác 69 ngàn giúp em nè. Khoác 69 cho Lê Lê Ngọc. Lên lên mã khoác 69 ngàn giúp em nè mấy chị ạ. Khoác 69 cho Mỹ Trang. Em mã khoác 69 ngàn ha. Rồi em lên quần luôn nha mấy chị nha. Khoác 69 cho Hồng Nhật. Quần em bán cho mình là 139 ngàn. Không thay đổi giá nha mấy chị nha, vẫn như vậy luôn. Sang 29. Liên mã khoác 69 giúp em cho Quỳnh Thi. Không nói đi mấy chị đâu, 265 ngàn. Khoác 69 cho chị Nâu Phạm. Mấy chị nha, 265 ngàn nè, là giá sỉ đó mấy chị. Khoác mới mã kèm số điện thoại lên giúp em. Khoác 69 cho Lê Thị Thanh Hoa.
Tại vì ở đây là người ta không có bán lẻ mấy chị. Cái kho này người ta chỉ bán khách. Bác sĩ với như Trần Thị Huyền dạng khách sỉ thôi mấy chị. Nha mấy chịu nha, không có giá lẻ đâu, 265.000 nha mấy chịu nha. Thành Nguyễn em nhận được rồi. A1 size 29 này mấy chị, 139 nghìn. Bác sĩ với Lý Nguyễn có rồi, nhà Mỹ Trang có rồi, Nâu Phạm có rồi, Quỳnh Thi có rồi, phát chính cho chị Thanh Dương. Rồi, lên giùm em mã A1 size 29 dùm cho em nè. Nha, co giãn nha mấy chị. Co giãn nha mấy tình yêu nha. Size 29, đúng một con duy nhất. Mẫu này là mẫu quần jean, chị nào bấm nhanh thì có nha mấy chị nha. Quần jean này chị nào bấm nhanh thì có mấy chị. Quần jean 139 thì Thảo My. Qua nghe bên em đọc size rồi đã lên mã mấy chị ha. Rồi, nhớ cái này chốt trước. Mình. Chốt mã trước, chốt mã. Rồi, cái này ghi em mã A2 dùm cho em. 139.000 quần jean là đồng giá 139 ha. Ghi em mã A2 size 29 luôn. Rồi ghi liền em mã A2 size 29 này. A2 size 29 nha. Quần jean này là quần jean lẻ size mới có giá này nha mấy chị nha. Giá niêm yết của người ta là trên giá đầu 250 đó mấy chị. Em bán mấy chị 139.000 thì mấy chị chốt lại nha mấy chị nha. Rồi ghi giùm em mã A2 dùng cho em. Bên mới mã kèm số thở lên là A2 chứ Vân Phạm. Rồi lên dùng cho em mã A3 dùng cho em nè. 139.000 ghi em mã A3 size 28 nè mấy chị nè. Rồi ghi liền em mã A3 size 28 nè. Đẹp không mấy chị nè. Xuất sắc luôn á, em nói thật luôn, quần rinh này mấy chị yên tâm nha. Có những khách em mua lần 20 cái, 15 cái vẫn chốt tiếp là mấy chị biết hiểu cái quần rinh mặt nó sướng cỡ nào nha. Hết mới mã kèm số thở lên em luôn chị ạ. A3 trên tờ ra. Đẹp lắm luôn nha mấy chị nha, trên hộ chốt nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã A4 giùm em. Size 29. A4 size 29 thả tim thả like dùm cho em nha mấy chị nha, để mình chốt được hàng nha mấy chị nha, tương tác lên mấy chị. A4 lên cho em size 29 ạ. Size 29 dùm cho em. Rồi ghi liền em mã A4 size 29 dùm cho Hải nè mấy chị nè. A4 size 29 vé không mấy chị? Đúng vé luôn đó mấy chị. A4 với Thảo My. Rồi lên dùm cho em mã A5 dùm cho em. A5 là size M nè. Trời ơi dáng bôi mà nó đẹp mấy chị ơi. Thực sự luôn á, dáng bôi mà nó đẹp bó trái luôn mới chịu nha. Rồi ghi liền em mã A5 size M, mai hãy báo cho chị Hoang Ruby nha. Rồi ghi liền em mã dùm cho em nè. Ghi dùm em mã này là mã A5 size M dùm cho em. Đẹp xuất sắc luôn. A5 lên giúp em xem mà chị nào mặc quần xinh xe máy thì mua xin. Thì chọn xe đó giúp em mấy chị hả? A5 lên giúp em mà A5 chứ Thảo My. Mấy chị cái quần mua 350 ngàn nè. Cái quần 350 ngàn ha, mình cố gắng mình chốt thôi, mình mua được giá rất là rẻ luôn. Gần hơn là nửa giá luôn đó mấy chị. Chị nào không được mã này thì chọn mã sau với em ơi. Em mã A6 dùng cho em size S này mấy chị nè. A6 size S nhưng mà lưng chung đó là bạn nào size M là hút tới cho Hải luôn ha. Rồi ghi liền em mã A6 dùng cho em size S. A6 size S lên với em mà 139 ngàn mấy chị ơi. Trời ơi nó dễ mấy chị. Trời ơi. A6 cho kim lê trường. Đúng size của Hải luôn rồi đó. Ghi liền em mà A7 dùng cho em size S nè. Trời ơi nó đẹp mấy chế ơi. Nhìn cái vuông quần này 139 ngàn. Mua được cái quần hàng cô ba này mấy chị. Rồi ghi liền em mà A7 dùng em size S. Đúng một con A7 size S lên cho em một con gì nhất ạ. Rồi ghi liền em mà A8. Hết A6 mấy chị ơi. A8 quần ống lê nha size A7 chốt hoa Đỗ Thị. Đơn hàng của mình vừa rồi em gửi về địa chỉ cũ cho chị luôn rồi chị Hoa Đỗ Thị nha. Rồi ghi liền em mà A8 size S nè mấy chị nè. A8 size S quần ống lê nha mấy chị nha. Đẹp bá trái luôn mấy chị ơi. Đẹp mà không từ nào diễn tả nổi. A8 lên giúp em à. Đẹp lắm. A8 cho Thảo My. Rồi em lên cho mấy chị một con ốc phong. Em lên sang cả hàng cao bao luôn nha. Rồi em lên cho mấy chị con áo phong nè. Một con áo phong trơn phong mỹ nha mấy chị nha. Phong trơn này mấy chị nè. Xuất sắc luôn nha. Mặc với quần rinh này kia ok luôn ha. 59 ngàn. Chốt liền em mã phong 59 ngàn. Em có đúng 10 con duy nhất em tặng mấy chị 59 ngàn. Ok chị hết rồi Thị ơi. Chị bóc thì chị mới qua liền với em đi chị ơi. Cái này ghi em đổi luôn ạ. À. Lên nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã áo phong dùm cho em 59 ngàn. Một con áo phong trơn như thế này nha. Màu rất là đẹp luôn. Rồi lên nhanh dùm cho Hải nha. Áo phong 59 ngàn em lên sang kẻ cho mấy chị ha. Rồi ghi em mã phong 59 ngàn dùm cho em lên xong cả hàng cao bao luôn cho mấy phong bạn 59 ngàn lên giúp em cho Thảo My nha con. Rồi ghi em mã phong dùm cho em 59 ngàn hàng phong mỹ của nhà Hải là đỉnh rồi mấy chị. Không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Rồi phong 59 ngàn cho Thảo. Cho Vân Phạm. Ghi mã phong 59 ngàn giúp em đi ạ. Ghi em mã phong 59 ngàn dùm cho Hải. Phong 59 ngàn hết A7 mấy chị. Phong 59 ngàn cho Xuân Quỳnh. Phong 59 ngàn lên giúp em đi mấy chị ơi. Thấy Trần Duyên nha cho Phương Thảo Tròn. Lên mã phong 59 ngàn giúp em Xuân Quỳnh có rồi cho Trần Thảo. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để chủ nhật của em đi đơn luôn quý chị nha. Lên mã phong 59 ngàn cho chị Hạnh Sino.
mấy chị, cái phong này 59 là ngàn cho Phương đi. Một cái quần ống su phun vừa nha. Phong 59 ngàn cho chị. Phong này đẹp lắm. Phong này rất là xuất sắc luôn. Lô phong 59 ngàn giúp em đi ạ. Phong 59 ngàn Trần Thảo có rồi chị nha. Xuân Quỳnh có rồi ạ. Đây mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã A9 dùng cho em ha. 139 ngàn. Quần đinh là em like 139 nha. Mấy chị nghe giá dùng cho Hải Hiệp. Rồi cái này chốt liền em nè. Size F dùng cho em nè. Ghi liền em mã A9 dùng cho em. Đúng một con duy nhất thôi. Một con duy nhất nha mấy chị luôn nha. Chốt nhờ em dùng cho em nè. Một con duy nhất size F dùng cho em luôn. Thả tim lên nha mấy chị nha. Để mình tương tác lên mấy chị. A9 lên giúp em 139 ngàn. Mấy chị ở cho Loan rồi. A10 size M dùng em. Nó đẹp quá luôn á. Chiếc này đúng là chị đó, chị nói là Hải ơi, chiếc này em phải ôm đi Hải, đẹp lắm luôn ấy. Chị đóng cho em toàn quần đẹp không mà. Ưu tiên đó mấy chị. Và cái này ghi liền em mã A10 size M dùng cho em nè. Dùng cái màu quần đinh là chỉ có ngóc thôi mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A10 size M dùng cho em. Giờ lấy liền mã A10 với em size M139 luôn ạ. Rồi ghi liền em mã A11 size M luôn. Trời ơi bá trái không mấy chị, ngóc luôn nha. Ngốc ngốc nha mấy chị nha. Tối nay mỗi chị phải quất được 2 cái, 3 cái quần rinh để mang nha. Rồi ghi liền em mã A11 cho Mỹ Trang. Rồi ghi liền em mã A11 dùm cho em nè. A10. Hả? A10. Cái này là A mấy? A10 kìa, A9 rồi. Tối nay A10 luôn. A11 dùm cho em nha mấy chị nha. A11 là giúp em 139 ạ. Rồi ghi liền em mã A12 size S dùm cho em nè. Wow. Đẹp không mấy chị? A11 cái gì o như kim. Rồi cái này chốt đi giùm em mà A12 giùm cho. A12 size S nha mấy chị nha. Đúng cho mình được một con nè. Rồi ghi liền em mà A12 size S. Form này là form sung, nhưng mà form sung vừa. Mấy chị mang rất là hắc chân luôn. A12 lên giúp em size S ạ. Lên mà A12 giúp em đó mấy chị ơi. Rồi con này em có đủ size. A12 chứ vỏ hồng hiếu. Rồi con này em có size 28 và size 29 nè. Ghi liền em mã này là mã A13 dùm cho em. A13 quần này đẹp nè mấy chị. A13 quần này đẹp nè mấy chị. Chốt lẹ nha. Rồi ghi liền em mã A13 dùm cho em. Size em đang cầm là size 28 và size 29 ha. Quần rinh này là quần rinh giá A13 size 29 cho Thảo My. Mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A13 kèm size dùng cho em nè. 28 và size 29 nè mấy chị nè. A13 em còn một con size 28 ạ. Size 28 và size 29 nè mấy chị nha. Giờ lấy size gì của mình sẽ đó dùng cho em. A13 em còn một con size 28 thôi mấy chị ạ. Hết 29 ha. Trời ơi nó đẹp lắm. A13 size 28 cho Maria. Không hiểu nổi mấy chị ạ. Đẹp quá luôn ấy. Đẹp lắm. A14 nè. Size 29 nè. Đợt này size lớn to. Size lớn nhiều lắm luôn ấy. Nên là mấy chị nào mà có đủ size S, M, L từ size 26 tới size 29 cho mấy chị luôn. Và size lớn em được ưu tiên nhiều á, nên là chị nào mà size lớn thì cố gắng mình chốt trong hôm nay ha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A14 giùm em. A14 cho Phước Trinh tròn. A14 size 29 nè, đẹp lắm. Cái quần rinh hôm nay đỉnh. Cái gì nhớ là em lên size rồi đã chốt mấy chị nhá. Rồi cái này ghi em mã A15 size 29 nè. A15 size 29 nha, toàn là quần rinh đẹp không à mấy chị ơi. Em nói thật luôn ấy, đẹp lắm. Người ta toàn bán 200 mấy ngàn, đổ tỷ là 260, 250 đổ lên không á mấy chị, không có giá. A15 size 29 luôn cho em. Đây nha mấy chị nha. Cái liềm em mà A15 size 29 nè, đúng cho mình được một con nè, đẹp lắm. A15 lên giúp em cho Ngọc Hiền Nguyễn. Thôi, Thái Nguyễn Quyên nha. Bà nào mà size 29 là đúng VIP luôn. Rồi cái này ghi liềm em mà A16 giùm em size 29 luôn nè. A16 size 29 nè, đã không? Đã không mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mà A16 giùm em nè. Size 29 này nó dập cái biểu tượng của cô ba lên đây trong cái khuy nút của nó luôn nha mấy chị nha. Nên là chị nào ưng mà mua hàng xịn thì mua mấy cái quần đơn này. Giá mà một quần riêng 139 ngàn mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha. A16 cho Thảo My. Trời ơi, đẹp quá luôn mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mã A17 giùm cho em size L nè. A17 size L đúng VIP luôn nha mấy chị yêu nha. Hôm nay phải chốt được quần rinh nha mấy chị yêu nha. Không chốt là không bao giờ có đâu. Tại vì hết rồi. Đây, lên nhanh dùm cho em. Thấy chị My Lan à, lên A17 cho em mấy chị ạ. A17 dùm cho em ha. Ghi liền em mà A17 đúng một con duy nhất luôn. Size L. A17 cho Hoàng Phúc. Rồi cái này chốt liền em mã A18 dùm em. Size 28. A18 size 28. Thôi đen dùm cho em nè.
Đây như mấy triệu nha, coi giảng cho mình nè. Coi chưa lấy thì chốt rồi, may mặc A18. A18 lên cho em ạ. Thấy nhập Thành Nguyễn nha. Ôi nhiều lắm luôn á. Nhiều quần jean lắm, bây giờ chị nào không chọn được mã này thì chọn mã khác với em ha. Sao cái này? A18 lên cho em cho Ngọc Thảo rồi. A19 dùm cho em, size 29 này. Trời ơi mấy chị ơi, em cầm cái quần jean mà không lẽ em khen hoài luôn á mấy chị. A19 này, size 29 này, đẹp lắm mấy chị ơi, tranh thủ chốt nha. Mấy chị chốt cũng được em. A19 size 29 lên cho em. Lên lại mã A19 với em bây giờ, A19 với em Nguyễn Thị Thu Thủy. Rồi cái này chốt liền em mã A20 size L này. A20 size L dùm cho em. Chốt liền em mã A20 size L, em có một con này. A20 size L. Lên mã A20 với em mà size L 139 mấy chị nhá. A21 size L luôn. Rồi chị lấy chốt liền em mã A21 size L luôn mấy chị. A21 size L. A20 cho Trần Thủy. Đẹp quá luôn. Rồi ghi liền em mã A21 size L luôn mấy chị, một con. A21 size L lên giúp em ạ. A22 size L luôn. Quần jean nữ mấy chị nhá. A21 cho Ngọc Hiền Nguyễn. Trời ơi, cái quần jean này, cái quần jean 300 mấy ngàn rồi mấy chị. Cái quần jean 300 mấy ngàn, hôm nay mình mua 139 ngàn. Trời ơi, chốt được cái là mừng hú hòn chim luôn mấy chị ơi. Cho mấy chị ơi nha. Rồi chờ lấy thì chốt đi dùm em mã này mấy chị. A22 dùm em. A22 size L. A22 size L giúp em ạ. Rồi ghi em mã A23 size L dùm em luôn mấy chị. A22 cho Thảo My. A23 size L dùm cho Hải này. Chốt liền em mà A23 size L dùm cho Hải. Một con nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị ép con áo phong nè. Ừ em lên con cái áo này mấy chị. Lên em xem trời kể cho mấy chị á. A23 lên giúp em mấy chị ơi, size L. Cho chị cái cục ba lô chị có dịch lâu rồi đó chị. A23 cho Lê Thị Kim Hoàng. Rồi em sẽ bán tặng cho mấy chị con áo này với giá là 49 ngàn. Hôm nay chị nào bấm lại thì có nha. Con này là em bị sốt ở trong á, chứ con này bữa trước em like là sạch sẽ, không còn một con nào luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã áo phong dùm cho em, 49 ngàn dùm cho em ha. Size này cho mấy chị nào mà 65kg đổ lại men ok cho Hải luôn. Con này là đẹp xuất sắc nha, em bán rất là nhiều luôn rồi nha mấy chị nha. Hôm nay em bán tặng cho mấy chị 49 ngàn một con áo phong hàng Quảng Châu nha. Chắc là chắc phong Mỹ nha mấy tình yêu nha, không phải là phong thường đâu. Nhà Hải nói không có hàng phong thường nha, bán phong Mỹ không à. Mấy chị nhìn cái hàng mà tan mát như thế này các bạn cũng biết nha mấy chị nha. Thấy chị Nguyễn Phương nha. Đây nè. Đây chị nào lên trước nha. Thì mình em chốt trước thôi mấy chị hả, hàng còn nhiều lắm chị ạ. Mấy chị ơi nha. Rồi chiều lấy thì chốt đi giùm em mã phong dùng cho em. 49 ngàn mấy bạn mua được một con áo phong rất là xịn sò nha mấy chị ơi nha. Nhìn túi giấy cũng như lại là 49 ngàn cho Dung vỏ. Rồi ghi liền em mã nha mấy chị ơi nha. Ghi liền em lên thì Kim Hoàng có chốt được A23 nào không không? Có, xả à. Ừ, chốt lưu lại luôn đi. Người chốt không được người xả. Chị ơi đừng chốt hàng nữa chị nha. Để coi. 23 đâu rồi? Đúng rồi. 23 nè. 23 lúc nãy cho chị sĩ Nguyễn Thị chị nhớ quần rinh đó chị ạ. Quần rinh không, người ta chốt không được, mình chốt được, mình xả thì mình đừng có chốt nha mấy chị nha, mất thời gian đôi bên á. Tại vì ông phong 49.000 lên giúp em đi ạ. Ông phong cho Trần Thị Thiên Lý. Ông phong 49 cho Nguyễn Trinh. Giờ lấy liền mà áo phong 49.000 cho em ạ. Nhiều bạn chốt không được cũng la làng, nhiều bạn chốt được xong rồi xả đơn này kia mấy chị. Chơi gọi như xinh xanh hay như cục ố hô đây gì vậy. Rồi cái này ghi liền áo phong cho Ngọc Hiền Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mà A1 áo phong cho Hoàng Mai. Trời nó đẹp quá. Lên mà áo phong cho em cho Hạnh Sino. Rồi ghi liền em mà A1 xây mồm. Trần Thị Thương Lý có rồi, áo phong cho Hoa Đỗ Thị. Rồi ghi liền em mã A1 size M dùm cho em nè. Đẹp quá mấy chị ơi, 139.000 một cái quần jean cô ba, em nói thật mấy chị luôn á. Các bạn đi lấy 49.000 cho Nguyễn Huy 6852 cái. Nguyễn Huy này nhớ đơn hàng buôn. Lên mã phong 49.000 cho em mấy chị ơi. A1 dùm cho em nè, đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị tranh thủ chốt nha. Phong 49 Ngọc Hiền Nguyễn có rồi chị nha. Phong 49 Hoa Đỗ Thị có rồi ạ. Phong 49 cho Loan Hình. Hết mã phong 49.000 ạ. Rồi ghi liền em mã A2 dùng cho em nè. A2 size L nè. Trời ơi nó đẹp mấy chị. Rồi ghi liền em mã A2 size L nè. Cùi dễ quá. Quần jean mã A1 với Phan Phương. Rồi cái này chốt liền em mã A2 size L dùng cho em nè. A2 size L nha. Chốt liền em mã A2 size L. Có một con duy nhất nè. A2 size L lên giúp em ạ. Rồi liền mã A2 với em. Bây giờ A2 cho Trần Thị Tiến Lý. A3 dùm cho em, size L mấy chị ơi, bữa nào hoài này size L. Đúng rồi đó thì mấy bữa bán cái gì nó cũng rớt lại hết trơn rồi mấy chị. Về đúng 10 ri quần rinh nha.
chốt lúc nào cũng rớt lại đúng 5 con hoặc là 6 con xe hết trơn á mấy chị. Nên là hôm nay em về xay to cho mấy bạn, bạn nào xay to khó thấy đi gì lâu kiều thấy thì mình tuân thủ chốt nha. Bình thường nếu mà Hải bán nguồn rinh á, Hải không có bao giờ bán lẻ size đâu, Hải bán đủ ri Hải mới bán. Nên là hôm nay Hải về lẻ size nha. Cho lo ăn hình nha. Nên là chị nào mà chốt size lớn thì mình tranh thủ mình bấm lẹ lên nha. Rồi ghi liền em mã A4 giùm em, size S nè. Rồi ghi liền em mã A4 size S, có một con nè mấy chị nè. A4 size S giùm cho em, chốt liền em mã A4 size S giùm cho em. Ghi em mã A4 size S, anh đứng lên anh lấy giùm mình nha. A4 size S giùm cho Hải nè, một con duy nhất nha mấy chị nha. Ghi liền em mã A4 size S giùm. Chốt liền em mã A4 size S giùm cho em. A4 size S nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A5 size 29 nha mấy chị nè. A5 size 29 em có đúng được một con nè mấy chị nè. A5 size 29 một con, dáng ôm nè, đẹp không mấy chị? Quần ninh màu đẹp lắm. Tự là rất là vip nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A5 dùm cho em. A5 này là size của nó là size 29 dùm cho em nha mấy chị nha. Ghi liền em mã A5 size 29 dùm cho em. A5 size 29 nha, em có đúng một con duy nhất nè mấy chị. Rồi A6 size 27 nè mấy chị. A4 chứ hạnh Sino. Rồi ghi liền em mã A6 size 27. Ô, nhìn A5 chứ Xuân Quỳnh. Nè mấy chị, nhìn cái quần rinh đẹp không mấy chị. A6 size 27 dùng kia quần rinh đúng biết luôn. Rồi cái này chốt liền em mã A8. A7 này. A7 A6 à. A6 Thảo My. A7 size 28. Rồi ghi liền em mã A7 size 28 dùm cho em. A7 size 28 co giãn cho mấy chị nè. Mấy chị tranh thủ chốt nha. Quần rinh hôm nay đẹp lắm. Hãy nói thật luôn á, hãy kêu là đợt sau này hãy về mà quần rinh đúng đẹp luôn á. Giống như là người lớn mã A7 với em size 28 ạ. À. A7 size 28 đúng một con ha. Hãy lẻ size nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A9 dùm A8 dùm em size 27 nè. A8 cho Ngô Thiện Nhi. Nè mấy chị. A8 size 27 dùm cho em nè. Cái em mà A8 size 27 co giãn cho mình nè. Quần đẹp lắm mấy chị ơi, hãy bán giá siêu rẻ luôn ấy. Thật sự luôn. Nếu các bạn đi nào mà đi, các bạn mà có nhập được quần linh rẻ như thế này, các bạn bán rẻ nhất cũng phải là 180-190 ngàn. Không ai bán giá rẻ như nhà Hải đâu. Nên là các bạn nào mua quần linh á, các bạn chốt chắc dùm em, đừng có buôn hàng tàu em nha mấy chị nha. Đây thưa cô phòng quận Nguyễn Phi 6 tốt nào rồi đi. Rồi ghi liền em mãi dùm cho em nè. Mã máy A8 size 27 lên giúp em ạ. Rồi ghi liền em mã A9 giùm A8 với Thảo Nguyên 710. A9 size L nè mấy chị. Rồi ghi liền em mã A9 size L giùm cho em. A9 size L hả? Không hả? Tính từ có ngày máy tới đây người. A9 size L giùm em. Cái chi mà lưu lưu vậy đó, trước cũng buông rồi mà sao được mà có ra là gì nhớ vậy. Hồi vô xa cũng khó từ được trước rồi được xa đi. Cũng tập nhập lại, được nhập lại máy nên mình đâu có biết. Rồi ghi liền em mã A10 size 28 nè mấy chị. A10 size 28 có con nè mấy chị. A9 đi tuyết sơn. Rồi cái này chốt liền em mã A10 size 28 một con nè. A11 size L nè mấy chị. A11 xây L nha, coi giãn cho mình nè mấy chị. A10 cho Lê Anh. Đã, ôi là đã luôn. Ai? 139 em đang lai đồng sinh đồng giá chị. Đẹp lắm. Và cái này ghi liền em ha. Ghi liền em. Nhiều hàng lắm mấy chị ơi, không chờ được mẫu này, chờ mẫu khác mấy chị. A11 với chú em đi làm xu ri. Nhiều mẫu lắm luôn. Hey. Từ từ chốt nha. Hãy nói là bấm nhanh nhưng mà hãy có tận 500 cái bạn tha hồ chốt. Từ từ chốt nha, đừng có dạng như đừng có giận là đừng có không chốt được, đừng giận nha mấy chị. Thấy dung vợ. Rồi cái này ghi liền em mã A12 size 28. Sao giấy cái dụng nè. A12 size 28 dùm cho em. Cứ Nguyễn Quyên. Đẹp chưa mấy chị. A12 thấy Nguyễn Quyên nha, lên mà A12 với em size 28 hết A11 rồi. Mấy chị yên tâm nha, cái phone quần hãy mở. Chị nào là tối nay cũng có quần xin hết mấy chị ơi. Ê nha, chị nào xem tối nay cũng có quần định hết. A12 lên giúp em ạ. A12 dùm cho em. A12 với Diệu Trinh. Rồi ghi em mã A13 size L nè. A13 size L quần ống lê nha mấy chị nha. Ghi em mã A13 size L quần ống lê giùm em. Mấy chị cố gắng xem nha, tối nay em sẽ
cố gắng chốt chị nào cũng có quần jean để mặc tết ha. Áo 13 CL lên giúp em 139 ngàn. A14 size 29 dùm hết cho em. Hết 312 lên mà A13 cho Phạm Hương. Rồi cái này ghi liền em là A14 size 29 dùm cho em. Chốt liền em là A14 size 29 ha. Một con nha, A14 size 29 nè. Ghi liền em là A14 size 29 lên giúp em ạ. Rồi ghi liền em lấy mấy đồ. A14 cho ông Nguyễn Quyên. Mới vừa nhắc luôn. 20 mấy cái quần lên vẫn vô chốt tiếp, khổ quá. Và cái này chốt liền em là A15 size S nè. Thấy chị Yến Kim nha. A15 size S có một con nè, dáng bôi nha, ghi em mà A15 size S. Ghi em mà A16 size L nè. A16 size L dáng bôi nè mấy chị nè, đẹp chưa? A15 chứ Maria Maria. Ghi em mà A16 size L nè mấy chị. Rồi ghi liền em mà A17 size L luôn. Trời ơi mấy bà này mặc mấy bà mang size L mà đúng hồi luôn á trời. Thật sự luôn. Đẹp không, đẹp không? Rồi ghi liền em mã cho mấy chị luôn nha. Đây, A16 thấy Hằng Dương. A17 dùng cho em size L. Đẹp quá mấy chị ơi, hôm nay còn đúng đẹp luôn á. Rồi ghi liền em mã A18 size L luôn. A17 cho Nguyễn Phương. Rồi ghi liền em mã A18 size L dùng cho em. A18 size L nha, em có một con này. Rồi em lên phiên cho mấy chị cái này hẹp. Em có một chồng ba lô như này em bị sốt lại. Chứ bữa trước nhiều bạn nhiều, bữa hôm mà 20 tháng 11 có mấy chị kìa. Nhiều bạn ghé nhà em mua lắm luôn nhưng mà em báo hết. A18 cho Út Hành. Hôm nay em phiên luôn cho mấy chị luôn ha. Một con ba lô hàng Quảng Châu của nhà ấy. Cái này hãy order ha. Ba lô mang laptop á mấy chị. Chị nào đi làm văn phòng, chị nào đi làm công sở mà đeo laptop này kia thì mình lấy cái này ha. Ở đây nó có một cái đầu dây sạc cho mình luôn nè. Đây nha mấy chị yêu nha, một cái đầu dây sạc ở đây nè. Nha mấy tình yêu nha, cắm USB hay cái gì đó. Đây. Rồi em sẽ bán phi âm cho mấy chị một con ba lô này luôn với giá là bán tặng luôn nha, 89.000. Thật sự là bán lỗ nha, tại vì bị sốt kho lại á mấy chị. Chứ bữa trước là không có hàng like luôn nha. Em tặng nốt cho mấy chị luôn với giá là 89.000. Thật sự em nhập vô trên giá đầu 140 nha. 140 hôm nay em bán tặng mấy chị 89.000 luôn ha. Ba lô này là ba lô chống sốc luôn nha mấy chị yêu nha. Ba lô đeo laptop này kia luôn, bán tặng nốt cho mình luôn. 89.000 hả ta mấy anh? Ba lô đó như Nguyễn Kim Dung nha. Chờ lấy chốt hay chốt lại giùm em, bị sốt lại được 6 con 5 con gì thôi. Chờ lấy ba lô. Lấy liền mã ba lô 89.000 cho em đi ạ. Khi nào đi làm công sở thì mình lấy liền nha mấy chị yêu nha. Ba lô 89.000 cho Nguyễn Nguyên. Bà Nguyễn Nguyên bên chỗ online nha. Rinh nào, rinh người ta mẫu mới luôn á, người ta làm rinh mà hàng Tết nè. Ba lô 89.000 cho Dung Võ. Cái mẫu giấy này, giấy Tết nè. Ba lô 89.000 lên cho em ạ. Ba lô Nguyễn Kim Dung có rồi nha. Không chưa chị chưa lăn tròn chưa có. Ba lô 89.000 cho Thùy Dung. Chị nào có con đi học á, chị em mua cho con cũng được luôn nha. Ba lô 89.000 cho Hoa Đỗ Thị. Chị Hoa Đỗ Thị inbox địa chỉ mới giúp em với chị ha. Rồi cái này là size 27 nha mấy chị. Ba lô 89 cho Thúy Hằng Dương. Size 27. Thùy Dương Nguyễn. Ghi em mã số 1 size 27 cho hại. Ba lô 89 cho Tiện Tiện. Ba lô 89 cho Mai Phương, hết mã ba lô. Rồi cái này chốt liền em mã số 1 size 27 có một con nè mấy chị. Mã 1 size 27 nha mấy tình yêu nha. Quần jean này là co giãn không mà mang sướng lắm. Quần jean mã số 1 size 27 139.000 lên cho em. Rồi cái này chốt liền em mã số 2 size 26 nè. Mã số 2 size 26 dùng cho em. Ghi liền em mã số 2 size 26. Ghi liền em mã dùng cho em nè. Cho mã số 1 cho 7 tòng. Cho cái này chốt liền em mã số 2 size 26 có một con nè, đẹp hiền. Quần jean đợt này đẹp quá luôn, mấy mẫu mới con. Rồi ghi liền em mã số 3 dùm em size 28 nè. Quần jean đợt này đẹp không mà mấy chị ơi. Số 2 size 26 cho chị. Rồi số 2 size 26 với em ạ. Số 2 size 26 cho Maria Maria. Rồi cái này chốt liền em mã số 3. Mới mã kèm số điện thoại lên cho em đó mấy chị ạ. Mã số 3 size 28 quần jean đợt này mẫu mới mà đẹp không mà mấy chị. Thật sự luôn á, đẹp lắm. Tranh thủ chốt nha. Rồi ghi liền em mã số 3 dùm cho em nè. Mã số 3 size 28 nè, đẹp chưa? Quần jean đợt này xuất sắc luôn á. Mã số 3 size 28 cho em 139. Rồi ghi liền em mã số 4 size 28 luôn. Số 3 cho Thảo My. Trời ơi, mã số 4 size 28 dùm cho Hải nè. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã số 4 size 28 nè, coi giãn cho mình. Mã 4 size 28 cho Hải nha, đỉnh lắm luôn á, lưng siêu cao nha mấy tình yêu nha. Ghi liền em mã số 4 size 28 nè. Hết mã số 3 lên mã số 4 size 28 lên giúp em ạ. Chốt liền em mã số 5 size S. Số 4 size 28 mới mã kèm số điện thoại lên giúp em đi mấy chị ơi. Quá.
Đẹp quá mấy chị ơi. Mã số 5 size S dùm cho em nè. Khách mới mã kèm số điện thoại lên cho Hồ Trang nha. Khách mới mã kèm số điện thoại lên dùng cho Hải nha mấy tình yêu nha. Nhớ lên số điện thoại để bên em chốt đơn nha. Chứ mấy chị không có số điện thoại là mấy chị không mình em không chốt được á mấy chị. Nhớ mấy chịu nha. Mã hết rồi. Năm. Rồi cái này chốt liền em mã số 5 size S rồi mấy chị nha. Mã 5 size S dùng cho Hải. Chốt liền em mã số 5 size S một con. Lên mã số 5 xe giúp em cho Ngô Thiện Nhi. Rồi mã số 6 xe S luôn. Trời ơi mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Xuất sắc nha. Quần ống tuôn phôm vừa cho mấy chị đây nè. Mấy chị hỏi em nè. Đây nha, lưng siêu cao luôn. Mã số 6 xe S một con. Rồi mã số 6 xe S giúp em à. Rồi ghi liền em mã số 7 xe S luôn mấy chị. Trời ơi nó đẹp. Không thể nào mà 67 tòng. Giờ khen hoài chứ mấy chị. Nè mấy chị nè. Trời ơi, nó đẹp nè. Đúng không? Lên nhanh nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em nè. Đẹp quá. Mã số 7 lên giúp em ạ. Rồi ghi em mã số 8 size L. Mã số 8 size L. Số 7 với Oakley. Rồi mã số 8 size L ống Lê dùng cho em. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã số 8 size L ống Lê nè. Mã 8 size L ống Lê nha. Ống Lê nha. Mã số 8. Rồi ghi liền em mã số 9 size 27. Số 8 cho Ngọc Hiền Nguyễn. Rồi ghi liền em mã số 9 size 27 dùng cho em. Mấy chị nhìn ở đây nè. Cô Ba Rinh nè. Nó dập cô Ba Rinh cho mình. Thấy gì trong trình mà có cái lên mã với lại cái biểu mẫu mẫu lẻ sai chị. Đẹp chưa? Đây nha mấy chị yêu nha. Rồi chị lấy thì chốt đi. Chính cho Lily Ngọc. Rồi ghi liền em mã số 10 size 28 nè. Mã 10 size 28 nè mấy chị. Chị lấy thì chốt đi em mã số 10 size 28. Mấy chị nhìn cái màu quần rinh nè. Ở trong bọc em móc ra nha. Nhưng mà chị nhìn cái phom rinh của nó. Cái quần rinh của nó rất là đẹp luôn. Màu đẹp nè. Phom rinh rất là đẹp nha. Coi giãn cho mình. Mã 10 lên giúp em thấy thu tâm ạ. Mã 10 size 28 dùng cho Hải. Quần rinh đẹp lắm luôn á. Mã 10 size 28 nha mấy chị nha. Rồi mã 11 size 30 dùng cho em. Rồi ghi liền em mã 11 size 30 dùm em nè. Mã 11 size 30 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã 11 size 30 nè. Đẹp không? Đẹp không? Sắc luôn. Rồi ghi liền em mã 11 size 30. Đẹp quá. Mã số 10 cho Lê Thị Thu Thủy. Ừ. Mã 11 size 30 dùng cho em nè. Trời ơi size 30 mà cái quần phôm đẹp mấy chị nè. Rồi ghi liền em mã 11 size 30 cho đồng nữ Thu Huyền. Mã 12 size 27 nè. Mã 12 size 27 niêm yết giá là 260 nè mấy chị. 260 nha, hãy không nói riêng mấy chị đâu. Quần rinh cô ba này mua rất là cao nha. Ở đây chỉ là giá sỉ thôi mấy chị. Còn mấy bạn mà đi ra mua lẻ vô shop tầm khoảng là 300 mấy đổ lên á nha mấy tình yêu nha. Rồi ghi liền em mã 12 size 27 nè. 12 thì Linh Nguyễn 816. Rồi cái này chốt đi dùm em mã dùm em. Ghi liền em mã 13 size 29 nè. Mã 13 size 29 nè. Quần đen dáng bôi nè mấy chị nè. Đẹp không? Hai khuy nè. Túi nè. Túi ngang như thế này nè. Con này siêu đẹp luôn á. Con này rất là đẹp luôn ha. Ghi liền em mã 14 đúng không? 13. 13 size 29 dùm em nè. 13 size 29 nha. Đúng một con duy nhất dùm cho em. Ghi liền em mã 13 dùm cho em. 13 lên giúp em size 29 lên giúp em chỗ Hạ Nguyên 871. Rồi ghi liền em. Ghi liền em mã 14 size 29 luôn mấy chị. 14 size 29 này em có một con nè. Ghi liền em mã 14 size 29 một con duy nhất ha. Mã 14 size 29 nè. Mấy chị ơi, size 29 size 29 lên giúp em. Rồi 15 size 29. Hết mã 13. Trời ơi. Tại vì hàng nó lại size mỗi mẫu nó có một con á mấy chị ơi. Nó là em chỉ chốt chi nào lên đầu tiên thôi. 14 cho chị Stella Nguyên Hạnh. Rồi cái này ghi liền em mã 15 dùm cho em. 15 dùm cho em ký hiệu vô chốt nữa cho em. Rồi ghi liền em mã dùm cho em. Mã 15 size 29. Thấy gì Ngọc, Lộc Đoàn á. 15 size 29. Lên mã 15 cho em cho Hoài em Thương. Vì em về size 29 là em ghiền cho mấy chị thôi. Mấy chị em chỉ mong về 29 nhiều để cho mấy bạn chốt được á. Tại vì khách em có nhiều bạn mua size L không có ra mấy chị nha. Ghi liền em mã 16 dùm em size 20, size 29 luôn nè. 16 size 29 nha. Thật sự luôn quần đinh mà size to là bán xuống đó mấy chị. Bạn mặc cũng thoải mái nữa. 16 size 29 lên cho em. Em thấy hết mấy chị ạ, nhưng mà hàng lẽ sao mỗi mẫu nó có một con, chị chốt chị nào lên đầu tiên đó mấy chị ạ, nhưng mà chị nào rồi cũng có mấy chị ạ. 16 chứ Hoàng My. Rồi cái này chốt liền em mã 17 dùm em, size M nè. Mã 17 size M nè.
chị nào chốt rồi cũng có hết nha. Từ nhưng mà mấy chị nghe rõ sai rồi là chốt với em ha. Mấy chị nghe rõ sai rồi là chốt cho mấy chị nha. 17 lên giúp em ạ. Kia liền em mã 17, quần rinh 139.000 mấy chị. Kim em mã 17 size M nè. 17 cho Hồng Khoa. Ủa vẫn chốt nữa hả? Không có. Kim em mã 18 size L nè. 18 size L giùm cho em. Rồi bái trái lên. Thiệt sự luôn á. Không lẽ giờ em đi dòng rinh chứ mấy chị chứ thật sự luôn á. Nhiều cái có size S em thích đó mấy chị. Tại vì em mặc size S đó. Đây nè. Size L 18 lên giúp em ạ. 18 size L giùm cho em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp bái trái luôn á. 18 cho chị Vinh Vinh. Đó mà chị Yến Kiên chị bị chậm á chị ơi. Rồi cái này chốt liền em mã 19 giùm em. 19 size M giùm em. Chốt liền em mã 19 size M. 19 size M giùm cho Hải nè. Có một con. Trời ơi nó đẹp. Ghiền quá luôn á mấy chị. 19 size M lên giùm em. 19 size M giùm em. Này mấy chị nhìn cái nách da của nó. Đúng không? Mấy chị có nào mấy bạn mua được cái quần jean 139 19 cho Thảo Mai Thái Nguyễn em đi nha. Có cái tách da như thế này cho mấy chị á. Nha mấy chị nha. Mấy chị để đi mua toàn quần jean là 300 mấy đổ lên mới có mấy cái tách da mà xịn như vậy á. Rồi ghi liền em mã nha mấy chị nha. Nào mấy nè. 19 rồi. Rồi ghi em mã 20 CL. Ống le giùm em. 20 ống le CL này co giãn cho mình nè. Rồi chốt liền em mã 20. Lên mã 20 giúp em ống le. Ống 20 nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị một con áo phông nè. 20 lấy cho em bao bì chị Nguyễn Ngọc Thiện chưa? Ừ? Bao bì chị Nguyễn Ngọc Thiện chưa? Chưa. Ừ. 20 cho chị Nguyễn Ngọc Thiện. Rồi cái này ghi liền em hả? Thấy chị Mai Khanh nha. Em sẽ bán tặng với chị con này với giá là 39.000. Chị nào bấm lại thì có nha. Áo phông này em bán rất là chạy luôn và em vui em sale cho mình thôi. Chứ thật sự luôn con này em vẫn trữ tới qua năm em bán hàng hè nha. Tại vì hàng này hàng tao bao mấy bạn nhập rất là cao luôn. Không có một bạn nào mà đem ra bán khi ăn bây giờ 39.000 đâu. Em khẳng định luôn nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã phông sọc dùm em. Thấy chị Quyên Nguyễn à. Mang cặp cũng đẹp luôn ha. 39.000 dùm cho. Chốt liền nè. Ghi liền em mã phông 39.000. Không có một bạn nào mà đem cái phong này ra bán chi ăn đâu mấy chị nha. Tại vì bây giờ người ta cũng trữ hàng nhiều lắm mấy chị nha mấy chị nha. Coi chiều lấy thì chốt liền em. Kim em mã phong sạch. Giờ lấy liền mã phong 39.000 cho Lưu Kiều Thúy. 39.000 dùm cho anh. Phong 39.000 cho Hồi Thương. Kim em mã phong 39.000 nha. Phong 39.000 cho em đi ạ. Chốt em mã phong 39.000 dùm cho. Phong 39.000 giúp em á chị ạ. Chị trúc nay chưa được mã nào hả chị ạ. Lưu Kỳ Thúy có rồi nha. Kim em mã phong 39.000 dùm cho em. Không cần chị Mai Khanh nha. Phong 39.000 giúp em ạ. Kim em mã phong 39.000 dùm. Phong 39.000 cho Hoàng Bích Ái. Lên mẫu phong 39.000 giúp em ạ. Phong 39.000 nha mấy chị. Ôi hôm nay nhiều quần rinh đẹp lắm mấy chị à. Phong 39.000 giúp em đó mấy chị ơi. 3 phong 39.000 cho Mai Phương. Hôm nay nhớ phải chốt được quần rinh mặt tết nha. Để dành mặt mấy chị. Này cái quê đó, cái nó dùng qua đây anh. Cái nó nãy nó bỏ giá rồi đúng không? Yeah. Rồi lên mã thứ 1 xây mò vậy nè. Anh giấy không? Thì cái quần mình nó làm rất đẹp đi. Mã 1 xây mò vậy nè. Phong 39.000 cho Tina Mini. Áo em mặc em bán lâu rồi. Phong 39.000 cho Lý Nguyễn. Áo em mặc là áo hàng. Thấy Trần Dương nha. Phong 39.000 cho Trình Lê Kim Phụng. Áo em mặc bữa trước em bán có 89.000. Phong 39.000 cho Trần Thị Thu. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để chủ nhật em đi đơn luôn với chị ăn ngày mốt ạ. Không cần chị Mai Khanh ơi. Sao chị nói cơ? Cần lên xuống. Phong 39.000 cho Đông Đông. Rồi ghi em mã số 1 thay mờ gì nè. Phong 39.000 cho Trúc Cầm. Con này dán này biết gì. Phong 39.000 cho Mini có rồi, Lý Nguyễn có rồi ạ. Con này cái dáng bôi giống hình ảnh năng luôn. Phong 39.000 cho chị ạ. Mỹ Bán Nguyễn chưa được mã nào hả chị ạ. Trên Lê Kim Phụng có rồi chị ơi. Chị nào chưa có phong 39 lên mở phong 39 như em ạ. Phong 39 cho Loan Nguyễn 245. Rồi chị lấy chút em mở số 1 Tây mờ. Áo 39 cho Tiết Lê Đà Nẵng. Áo Tiết Lê Sông Trăng. Phong 39 Lý Nguyễn có rồi chị ạ. Đi rồi Nguyễn Hồng Phúc. Số 1 CM cho Yến Kim 139. Rồi khi liềm em mã số 2 size S. Mã 2 size S dùm cho em. Mã
Mã số 2 CS 139 là giúp em Phong. Đẹp lắm luôn. Mã 2 CS dùm cho hẳn. Đẹp quá, đẹp quá. Ở Phong 39 vậy chứ xuân quần. Đẹp lắm luôn. Mã số 3 CL. Đẹp lắm chị. Mã 3 CL dùm chị. Có một cái là mở nháy rồi mới dục quân. Kim em mã số 3 CL. Đẹp không? Có ai chốt xe chốt vô chị không? Nguyễn Phương Thảo. Mã 3 CL dùm chị. Mã 4 CL. Lên mã số 3 CL giúp em. Mã 4 CL. Số 3 cho Thiên Hân. Đẹp quá. Rồi ghi liền em mã số 4 CL dùm cho Hải luôn. Mã 4 CL nha. Có một con cho mấy chị. Rồi ghi liền em mã số 4 CL dùm cho anh. Một con duy nhất. Mã 4 nè. Kẹp lắm đấy chị. Rồi ghi liền em mã số 4 CL. Lên mã số 4 CL giúp em ạ. Mã số 5 sao 28. Số 4 Trần Thị Thiên Lý. Mã số 5 sao 28 dùm cho anh. Chốt liền em mã số 5 sao 28 co dễ nha mấy chị. Mã 5 sao 28 co dễ ha. Rồi lấy thì chốt liền em mã số 5 sao 28. Có một con. Mã 5 sao 28 dùm cho em. 5 sao 28 cho mấy chị ơi nha. Mã số 5 sao 28 chứ chị Lan Trần. Mã số 6 sao 29. Ghim em mã số 6 sao 29 dùm cho em. Mấy cái quần đen này size to là mấy chị nào mà to là mấy bạn lấy liền đi nha. Tại vì quần đen này nè mấy bạn đi mua rất là cao luôn. Chứ không phải là mấy bạn nghĩ là quần đen là mua rẻ đâu. Mấy cái chất hàng quần rinh cô ba này nè, cái màu đen của nó, chất rinh của nó rất là xịn nha mấy chị luôn nha. Coi dẻn này mấy chị nè, size 29 này các bạn nào mà 60kg bạn cao mới 6 bạn mang cô tư luôn á, rất là đẹp nha. Mã số mấy rồi? Sao? Đây mã này là mã số 6 rồi. Mã số 6, size 29 nha. Rồi ghi liền em mã số 10, size 29 luôn. Mã 10 size 29 luôn nè. 6 size 29 chứ gì Nguyễn Văn Mít. Rồi cái này ghi liền em mã số 10 size 29 luôn nè, đẹp lắm mấy chị. Mã 10 sao 29 này mấy chị này. Rồi mã 11 sao 29 luôn. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. 11 sao 29 này coi dạng cho mình nè. Lên nha mấy chị nha. Kim em mã 11 sao 29 này mấy chị. Mở 10 cho Nguyễn Hồng Phúc khách mới mã kèm số anh thờ lên với em đó mấy chị. 11 sao 29 dùng cho em luôn. Cho nó lên mã 11 sao 29 cho em ạ. Rồi mã 12 size 11 cho chị ạ. Nguyễn Thủy 886. Rồi mã 12 size L dùm cho em. Dán bôi đen này mấy chị. Bôi đen ha. Ghim em mã 12 size L dùm cho em. Chốt liền em mã 12 size L. Một con duy nhất nha. 12 size L nha mấy tình yêu nha. Tay mấy chị. Mã 12 cho chị ạ. Hoàng Mai. Em có mấy cái bộ bé này mấy chị. Bộ bé nha. À, nhưng mà em còn size. Sao cái này nha. Rồi lên váy ha. Là xong kể cho mấy chị ha. Lấy váy thì chết váy dùm. Cái váy này là váy hàng tòa bao. Em mới vừa về luôn. Mới vừa về luôn. Bán tặng luôn. Đây. Rồi lên nha mấy chị yêu nha. Con này mấy chị nào mà 55-56kg đủ làm em ok. Em bán tặng mấy chị con này 79.000 ha. Giờ lấy thì chốt lại dùm em. Ghi dùm em mã váy 79.000. Phôm là phôm đuôi cá dưới nè. Phôm đuôi cá ở dưới nha mấy chị nha. 79.000 một con váy 55-56kg đổ làm em ok dùng cho em. Rồi chốt lẹ nha mấy chị nha. Chốt liền em mã váy dùm em 79.000. Chị nào chốt lẹ có cái này có mấy cục nè. Ghi liền em mã dùm cho em. Ghi liền em mã dùm em ha. Ghi em mã váy ở dưới kìa. Mấy 79 cho Hồng Khoa. Ghi em mã váy dùm em 79.000. Váy 79.000 lên giúp em ạ. Váy 79 cho 1 phút 2 con. Rồi cái này xây lờ đi mấy chị. Chốt tìm em mã số 1 xây lờ đi. Váy 79 cho Hà Bà Rồ. Lên là váy 79.000 giúp em ạ. Rồi ghi liền em mã số 1 xây lờ đi. Váy 79 cho bé em Phan. Mã 1 xây lờ. Giờ lấy váy 79 lên mở váy 79.000 giúp em ạ chị ạ. Chị Linh lấy không nè, chị Linh Trần này lấy không? Một cái lờ còn đẹp chưa? Với bà chính cho Nguyễn Xuân Hằng. Với bà chính cho Hình Yên.
Dạ. Váy này 79 với 59 mới chịu, 79 cho Thùy Vâng. Mã 2 size 1. Váy 79 Habaro có rồi ạ. À. Khách mới mà kèm số điện thoại về lấy cho em ấy, chờ lấy váy 79 là mã váy 79 chờ lấy quần jean mã số 1 lên mã quần jean mã số 1 ạ. Chị Hồng Phúc, cái quần này nè size L á. Váy 79 thì Thùy Vâng có rồi nha. Cái quần xanh này size L mà nó co co giãn á, mấy chị nào mà 60 kg mấy chị mang được luôn á nha. Số 1 cái ngang nga. Rồi cái này chốt em mã số 2 size M giùm em. Mã số 2 size M dáng bôi nè. Mã 2 giùm chị. Váy 79 cho Nguyễn Phương. Rồi mã số 3 giùm em nè, size 29 nè. Giúp em mã số 3 size 29. Mã 3 size 29 dùm em mấy cái quần này nè mấy chị. Em nói mấy chị nó co giãn mặt sướng lắm. Quần jean cô ba này mang phê lắm. Mã số 3 size L dùm chị. Mã size 29 chứ. Mã 3 size 29 dùm. Số 2 Thảo My. Mã 3 size 29 nè. Rồi lấy giúp em mã số 3 size 29. Rồi mã số 4 size 28 nè. Mã 4 size 28 dùm em. Chốt liền em mã số 4 size 28. Số 3 size 9 cho Nguyễn Ngọc Thiện. Rồi cái này chốt liền em mã số 4 size 28 nè mấy chị. Mã 4 size 28 nha, đẹp lắm. Mấy cái quần tin này chốt lẹ nha. Em mã số 4 size 28. Đến liền mã số 4 size 28 cho em đi ạ. Rồi mã số 5 size 29 dùm em nè. Em mã số 5 size 29, đẹp quá trời đẹp luôn. Số 4 cho Nguyễn Thị Miên. Rồi cái này chốt liền em mã số 5 size 29 dùm em nè. Mã 5 size 29 một con ha. Số 5 cho Nguyễn Nguyên. Rồi cái này ghi liền em mã số 6 size L 2 con. Mã số 6 size L em được 2 con nè mấy chị. Dán bôi. Mấy chị mua mấy cái dán bôi này đi nha. Chị nào mặc size L mà mặc mấy cái dán bôi này đẹp lắm. Dán bôi mặt lên vip lắm mấy chị. Siêu vip luôn. Rồi ghi liền em mã số 6 size L 2 con. 139.000 nha mấy chị. 139.000. Số 6 lên cho em mấy con bà con, hai con. Số 6 lên cho em 139.000 à. 6 cho Thảo My, 6 cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi ghi liền em mã số 7 size 27. Mã số 7 size 27 dùng trai. Đẹp không? Cái quần rinh này phải order cao lắm không đúng mấy chị. Khuôn quần đẹp lắm luôn, hãy mới mở bao ra luôn á. Không có cần phải treo hay là ủi hay là gì hết. Cái khuôn quần rinh nó rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Khuôn quần rinh này mua 139.000 đảm bảo cho mấy chị là siêu rẻ luôn. Mã số 7 size 27 dùng em. Số 7 cho Nguyễn Thị Hệ. Rồi mã số 8 size 27 luôn. Kim em mã số 8 size 27 nè mấy chị. Mã số 8 size 27 một con cho mình nè. Rồi ghi liền em mã nha mấy chị nha, co giãn cho mình lên nha mấy chị nha. Ghi liền em mã số 8 dùng cho em size 27. Số 7 em mới rồi lên mã số 8 size 27 cho mình Nguyễn. Ghi liền em mã số 10 size 26 nè. Ghi liền em mã số 10 size 26 dùng em. Ghi liền em mã số 10 size 26 co giãn cho mình ha. Mã 10 size 26, con quần này là quần lưng cao dùm cho em. Quần lưng cao nha mấy chị ơi nha. Ghi liền em mã số 10 size 26 dùm em. Hãy không có bán quần kinh nam mấy chị ơi. Mã 10 lấy em size 26 ạ. Rồi ghi liền em mã 11 size 26 luôn. 11 size 26 nè. Em không biết. 10 chữ tờ răng. Rồi ghi liền em mã 11 size 26 nè. 11 size 26 nha, có một con nè. Lên mã 11 size 26 cho em ạ. Ghi em mã 11 size 26 ha. Rồi ghi liền em mã 12 size 29. 11 cho Mai Phương. 12 size 29 nè mấy chị. Chốt liền em mã 12 size 29 nè. Quần rinh cô ba. Quần rinh tốt bán đúng chạy luôn mà bán giá siêu rẻ cho mấy chị tranh thủ chốt nha. Rồi ghi liền em mã mấy rồi? 12. Mã 12 size 29 nè. 12 size 29 dùng cho em ha. Lên mã 12 size 29 thì đồng nữ thôi. Rồi cái này chốt liền em mã 13, 13 size 26 giùm em. Chốt liền em mã 13 size 26, quần rinh đẹp quá luôn mấy chị. Quần rinh đẹp lắm luôn á. Siêu đẹp nha, toàn mấy mẫu mới không mà mấy chị. Toàn mấy mẫu mới luôn á nha. Mẫu mới luôn chưa bóp like khi nào luôn á. 13 size 26 chứ. 26. Ừ, 13 size 26. 13 size 26 Lily Ngọc. Rồi cái liền em mã 14 size 28 giùm em nè.
14 size 28 chắc không mấy chị. 14 size 28 dùng cho em nè. Chờ lấy thì chốt đi, em mã 14 size 28 em có đúng cho mấy chị được một con. 14 size 28. Rồi 15 size 26 dùm em. Cho em mã 15 size 26 màu đen nè, co giãn cho mình. 14 cho chị Hoài Nguyên. Rồi chị nào lấy thì chốt đi em nè. Cho mấy chị 15 size 26 dùng cho em. Chốt đi em mã 15 size 26. 15 size 26 lên cho em ạ. Rồi ghi liền em mã 16 size 27. 15 cho Hồng Khoa. 16 size 27 dùng cho em. Chốt liền em mã 16 size 27. 139.000 mấy chị. 139.000 nha mấy chị nha. Ghi liền em mã 16 size 27 nha. 139.000 em lên lai đồng giá quần riêng đó chị. Rồi cái này ghi liền em mã ha, 17 16 chứ thì Linh Nguyễn. 17 size 26 luôn mấy chị. 17 size 26 nè mấy chị yên tâm quần nha. Em nói thật mấy chị việc chốt thôi. Còn giá chỉ có 139.000 thôi. Và mấy bạn kiểu yếu là mấy bạn để ý size mình vừa nha mấy chị nha. Đây nè, mặc size gì mua size đó dùng cho Hải nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì chốt đi giùm em nè. Còn đừng lo về giá mấy chị ở 137 thì Thùy Dung 810. Làm gì có ai bán cái quần kinh cô ba 139.000 mấy chị. Trong khi đó giá nhập của người ta mua đã giá là 200 mấy ngàn rồi. Cái này là quần lẻ size mới có giá này nha. Rồi cái này ghi liền em mã 18 size 27 nha. 18 size 27 em có một con nè mấy chị nè. Rồi chị lấy thì chốt liền em mã 18 size 27. Một con duy nhất mã 18 size 27. Rồi ghi liền em mã 19 size 27 luôn nè mấy chị nè. 19 size 27 co giãn nè. Đẹp không? Nó mới mã kèm số thở lên nha mấy chị ạ. 18 chứ Ly Ly Ngọc. Rồi cái này ghi liền em mã 19 size 27. 19 size 27 giúp em kìa. 19 size 27 dùng cho em ha. Nãy giờ em like size 29 quá trời mấy chị ơi, nhiều lắm luôn á. Ví dụ như con này size L nè. Lên mã 19 size 27 giúp em mấy chị ạ. 19 lên giúp em chứ lệ Mỹ Đỗ. Nha, con này mà nó size L mà nó có co giãn lại bạn 58 kg bằng men ok cho Hải luôn á. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em mã số 1 giùm em. Ghi em mã số 1 size L dùm em dán bôi nè mấy chị. Mã 1 size L dán bôi nha, em có một con nè. Mã 1 size L. Đấy chị Hà My lên mã số 1 size L giúp em ạ. Rồi cái này chốt liền em mã số 2 size L luôn nè. Mã 2 size L quần ống lê nè mấy chị. Mã 2 size L quần ống lê coi giãn nè. Nha mấy chị nha. 1 chị Vinh Vinh 546. Rồi cái này ghi liền em mã số 2 size L nè mấy chị. Mã 2 size L nha mấy chị nha. Rồi chốt liền em mã số 3 size S nè, quần ống sung nè, đẹp chưa mấy chị. Rồi ghi liền em mã số 3 size S quần ống sung nè. Mã 3 size S quần ống sung ha. Số 2 cho Nguyễn Thị Mỹ Phương. Rồi ghi liền em mã số 4 nè mấy chị, size M nè. Mã số 4 size M dán bôi giùm em, đẹp quá. Nào đúng chắc luôn á. Rồi ghi liền em. Số 3 cho Loan Nguyễn 245 này là gái lấy đúng không chị ơi? Rồi kia liền em mã số 4 này mấy chị. Mã số 4 xây mờ này, cái em bôi đẹp quá luôn á. Rồi kia liền em mã số 5 dùm cho em này. Mã 5 xây mờ này mấy chị. Kia liền em mã số 4 5 xây mờ. 4 cho Phương Thảo Trần. Rồi chốt liền em mã số 5 xây mờ dùm cho em này. Mã 5 xây mờ dùm em này mấy chị. Chốt liền cho hãy mã số 5 xây mờ hãy có một con này. Mã 5 size M quần ống sung nha, một con nãy bạn hay đi mua lắm luôn á. Số 5 cho Thùy Dương Nguyễn. Rồi mã số 6 size S nè mấy chị. Ghi em mã số 6 size S được không? Mã số 6 size S quần ống sung nè, đẹp không mấy chị? Quần này mấy bạn mua liền nha. Đẹp quá luôn. Mã số 6 size S được mình. 666 size S. Mã số 7 size M 245. Sao Phương? Sỉ 245 nè mấy chị. Thật nha. Rồi cái này ghi liền em mã số 7 size M giùm em. Mã số 7 size M một con quần ống sung phun già. Đẹp lắm. Rồi cái này chốt liền em mã số 7 size M. Rồi mã số 8 size S quần ống sung luôn. Số 7 chốt cầm. Đẹp quá, cái nào cũng đẹp trơn mà nói thật luôn á. Vừa size mấy chị hay không thôi chứ đẹp quá trời đẹp luôn. Chị nào vừa size gì là mấy chị bấm lẹ bấm liền nha, đừng suy nghĩ. Tiếc hàng không thấy chị lên mã luôn á chị, mã số 8 với em ạ. Mã số 8 size S dùng cho em. Suy nghĩ là hết nha mấy chị nha, suy nghĩ là không còn đâu nha. Số 8 cho Nguyễn Dân Mít. Ờ, tiếp lên cho mấy chị một con áo. Đây. Đây.
con này xịn sò nha mấy chị nha. Có cho mấy chị được mấy con này mấy cục nha mọi. Rồi tặng cho mấy chị con này 49.000, chờ lấy thì chốt liền em mà áo 49.000 dùm cho. Áo này nam mang được luôn nha mấy chị nha. Con này là nam mang ok cho Hải luôn ha, mấy bạn mang cặp cũng được luôn. Hoặc là mấy chị đi du lịch hay là mấy bạn đi chơi này kia này mấy chị nè, có thể mang áo cặp được luôn nha. Cái này là theo cho Hải nè. Hải bán tặng mấy chị con này 49.000. Mùa này bạn có thể mặc với lại mấy cái quần ống bo ở dưới Hải bán cho mình á nha mấy chị nha. Hoặc là quần ngố này, quần đinh ngố này rất là đẹp luôn. 49.000, chờ lấy thì chốt liền em Hải dùng cho. Kim em mà áo 49.000 giùm em. Em mở ra cái đó phải dài cho em hết ra một cái, hai cục đã cục một cái rồi. Rồi ghi liền em mà áo 49.000, cái này mang cặp đẹp lắm nha. Thời điểm đó áo 49.000 nha Thảo Phạm. Kim em mà áo 49.000. Áo 49.000 luôn giúp em mà cho trăm ly. Để tóc cái này. Áo 49 cho Phương Trần. Ở những chị size to hãy vô liền nha. Áo 49 hai cái cho Nguyễn Dương. Áo 49 gì gấm lê. Mã số 1 size L. Trời ơi. Áo 49 cho Tuyết Ngọc. Rồi cái này chốt liền em mã số 1 size L. Áo 49 như có bà bầu. Đây mấy chị, mã 1 size L dùm cho em. Tối nay Hảo không có like đầm cấp tăng nha, váy cấp tăng nha mấy chị luôn nha. Tối nay Hảo like quần vinh với là hàng to bao mấy chị. Đây mấy chị. Áo 49 còn một con ạ. Thấy công Trần nha. Áo 49 như Phường Võ. Rồi mã 1 size L. Rồi đây chốt liền em mã số 1 size L. Đúng không? Rồi mã số 2 size M giùm em. Số 1 size L chứ gì hồng nè tê tê. Rồi cái này chốt liền em mã số 2 size M nè. Mã số 2 size M quần ống sung luôn. Áo hãy mặc hết rồi mấy chị ơi. Áo hãy mặc có 89.000. Mặc luôn rẻ thật luôn á. Chị nào lấy thì lấy đi. Chị nào lấy thì em bấm ra luôn. Xem em cởi em trả luôn nè. Nha, tại vì cái này bữa xíu em có mặc rồi mấy chị mà em like hết rồi. Có ai chút cầm. Like hết rồi á. Áo xịn lắm. Giờ nó em mặc thì chốt thì 89.000 bán luôn. Mấy em chốt. Rồi kia liền em mã số 3 size L luôn nè. Trời mấy cái quần nó đẹp mấy chế thôi. Đã quá luôn ấy. Mã số 3 size L dùm cho. Đẹp chưa mấy chị. Mã 3 size L dùm em ha. Quần này là mang là đi mua là 300 mấy ngàn. Quần này là mua là 300 mấy ngàn đó mấy chị. Thả tim cái đi mấy chị ạ. Cho nó son cái like nhé. Rồi cái này chốt liền 89.000. Ờ mặc 89.000 chứ thì văn 136. Rồi cái này chốt liền em mã số 4 size. Số 3 cho Phương Trần. Rồi cái liền em mã số 4 dùm cho em. Mã số 4 size ML dùm em. Kim em mã số 4 size L này. Có 1 cái con này mấy chị. Rồi chốt liền em mã số 4 size L một con. Mã 4 liền đủ. Bắt. Mã số 5 size 29 mấy chị. Kim em mã số 5 size 29 em có một con. Mã 5 size 29 mấy chị nha size L. Số 4 size L chứ chị Hồng NTT mấy chị nghe rõ sai với em mấy chị ha. Đừng mà lên mã số 4 size M với con em chốt nhầm ạ. Rồi cái này chốt liền em mã số 5 size 29. Mã số 5 size 29 một con. Ủa em đọc mã 4 mà đâu ra mẫu 5 mấy chị. Lên mã thì tao lên mã trước. Mã 5 size 29 mấy chị ơi. Mã 5 này size 29 nha. Kèm size lên giúp em đi à. Mã số 5 size 29 mấy chị ạ. Mấy chị kèm size phía sau lên đi mấy chị. Bấm size phía sau luôn nha. Em đọc size gì các bạn ghi size đó phía sau luôn đi cho cả nhà. Số 5 size 29 lên giúp em chứ Thu Huyền. Rồi cái này chốt liền 429. Em mã số 6 size 27 nè. Mã số 6 size 27 dùng cho em nè. Giờ lấy chốt liền em mã số 6 27 dùng cho em nè. Đó giờ ít người xem nữa bạn cố gắng chốt ha. Giờ mày còn không chốt. Mã số 6 size 27 lên giúp em ạ. À. Đây nè mấy chị. Mã số 6 size 27 giùm cho em. Mã số 6 size 27 cho chị Thùy Linh Nguyễn. Rồi cái này chốt liền em mã này mấy chị. Ghi liền em mã số mấy? 7. Mã số 7 size 20 29 này mấy chị. Mã số 7 size 29 em có một con nè.
Mã 7 size 29 một con duy nhất này. Mã 7 size 29 giùm. Kim em mã số 7 size 29 ha. Rồi cái này ghi liền em mã số 8. Mã số 7 size 29 á, nó mặc hết rồi mấy chị ạ. Mã 8 size 29. Thấy gì hồng ơi ạ? 139.000 mấy chị. Số 7 size 29 ghi liền mấy đồ. Rồi cái này chốt liền em nè. Ghi liền em mã số 8 size 29 luôn. Mã số 8 size 29 nè. Giờ ít rồi mấy bạn chốt đi nha. Mã số 8 size 29 Thảo My. Rồi cái này size L mấy chị, còn ống lê size L nè mấy chị nè. Lê size L ha, chốt liền em mã số mấy anh? 9. Mã số 9 giùm em nè. Mã số 9 size L ống lê. Rồi mã số 10 size L luôn mấy chị nè. Mã số 10 size L nè, quần ống khuôn vừa nè. Đây coi dễ quá luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Chính lê size L cho chị à. Thảo Phạm. Nè. Mã 10 size, mã 10 size L luôn nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói mấy chị chốt đi nha. Giờ mà còn suy nghĩ người không biết có này có đẹp hay không á, thôi luôn á, chứ không có quần mặc luôn. Lên mã 10 size L cho chú em ạ. Mã 11 size L luôn nè, có nguyên ri size L luôn. 11 size L giùm cho em, dáng bôi nè, đẹp không? 10 size L cho chị Thảo My. Mã 11 size L giùm em. Chờ lấy chốt đi em, mã 11 size L có con dáng bôi nè. Rồi 12 size S nè, cả lấy chú em mã 12 size S quần ống sung. 12 size S quần ống sung dùng cho em, chú em mã 12 size S nè. Khách mới mã kèm số điện thoại lên cho em, chờ 11 cho Hành My Nguyễn. Rồi 12 size S đó chị, chờ lấy chốt thì em mã 12 size S nè. 12 size S quần ống sung nha, có cái nè. Lên mã 12 size S chú em ạ. Rồi ghi dùm em mã 13 size 30 nè. 12 xé cho thầy Dương Nguyễn. Rồi cái này chốt liền em mã 10 mấy? 13. 13 size 30 nha. Chờ lấy chốt liền em mã 13 size 30 có con. 13 size 30 chờ lấy chốt liền em mã 13 size 30. Rồi ghi liền em mã 14 size 28 nè. 14 size 28 nha mấy chị nha. Chốt liền em mã 14 size 28. 13 size 30 giờ không ơi. 14 size 28 giùm cho em. Rồi ghi dùm em mã 15 size 29 này. 14 cho Maria Maria. 15 size 29 này, quần đẹp lắm mấy chị ơi, em nói thật luôn á, đợt này quần đúng đẹp luôn á, đẹp hơn mấy lần trước tại vì mấy cái này là mẫu mới luôn á. Mẫu mới người ta vẫn đang xỉ 200 mấy ngàn nhưng mà nó lẻ size là người ta đẩy qua cho Hải á. Hải bán giá này cho mình á, chứ còn mà đúng ri của nó là Hải không bao giờ Hải nhập được đâu mấy chị. Mấy chị có khi nào mấy chị thấy em nhập trên cô ba mà nguyên ri về em like đâu, tại vì em không có nhập. 15 cho Thu Tâm. Không có nhập được tại vì giá rất là cao luôn mấy chị. Cao lắm, không nhập được mấy chị ơi. Và cái này ghi liền em mã 16 đúng không? 16 size 29 nè mấy chị. 16 size 29 này, coi dễ cho mình. Và ghi liền em mã 16 size 29 mấy chị. 16 size 29 thôi. Đây chốt liền em mã 16 size 29. 16 size 29 khách mới mã kèm số điện thoại lên cho em mà 16 cho xung quần. Rồi cái này em có đủ ri cho mình luôn. Đủ ri nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã 17 có size S màu vàng. Quần rinh là quần rinh giấy nè. Quần rinh giấy này mang sướng lắm nha mấy tình yêu nha. Rồi cái này chốt liền em mã mấy? 17. Mã 17 size S, size M, size L ha. Giờ lấy thì chốt liền em mã 17 kèm size S màu vàng. Quần rinh này mang sướng lắm. Quần rinh giấy á, gì nào mua có hại cũng biết ha. Rồi giờ lấy thì chốt liền em S màu vàng nha mấy tình yêu nha. Còn con trai nữa à? Ờ lên cho mấy chị một con áo. Khóa 17 kem sai lời với em trả lời cho anh Minh Nguyễn. Và cho nó tặng mấy chị một con áo khoác này 69.000. Kim em mã khoác 17 kem sai SML với em nữa mấy chị ơi. Ừ, sao chữ nào cũng L bỏ S lại. Đó bởi vậy. Rồi cái này ghi liền em mã khoác dùng cho em nè. 17 cho Thảo My. Khoác 69.000. Đây. Vì sao hãy lấy lẻ sai lầm hồi đó hãy còn nói chị ơi chị ưu tiên em nha, chị cho em size to càng tốt, chị đừng có lấy em nhiều size S nha. Mấy màu lời cho Trúc Trang. Rồi cái này chốt thì em mặc khoác dùng cho em 69.000 dùng. 17 size M cho mọi chị thương thương. Khoác nha 69.000 dùng cho em. Vậy em còn hai con size S mới dạy cho Xuân Vũ Phạm. Rồi cái này chốt liền em mã khoác dùm cho em 69.000 một con áo khoác. Và
Rồi chốt thì em mở khóa 69.000 bán tặng nha. Rồi bán người tặng người ăn luôn. Lại xé cho em còn một con. Em thấy gì con chồng mà không thấy gì lên mà em bán gì rồi chị em lại xé cho Linh thì fine. Linh 139.000 chị. Rồi lấy khóa 69 lên mà khóa 69.000 cho em à. Khóa 69 gì hồng nè tê tê. Rồi chờ lấy khóa thì chú khóa kìa em 69.000 một con áo khóa này thịnh nè. Thịnh lắm khóa luôn. Khóa 69 cho trăm ly. Đây. Rồi chứ em mở khóa cho mấy chị nha. 69.000 dùm cho em. Chúc em mở khóa 69 lên cho em à. Đi rồi chị Ngọc Ngọc ơi. Khóa 69 cho đặng su ri. Chốt đi cho hàng dạ. Khoác 69.000 nữa chứ. Khoác 69.000 nè, có rồi. Khoác 69.000 là giúp em à. Cho bé em pha hai con. Hết mã 17 rồi mấy chị ơi. Hết mã 17 rồi mấy chị. Khoác 69 cho lên giúp em à. Rồi ghi liền em mã số 1. Bởi vậy sẽ chị lên thị vang có rồi nhau. Rồi ghi liền em mã số 1. Sao chứng nghe cho Trần Thiện Khang. Mã 1 size L dáng bôi. Mã trắng luôn. Rồi ghi liền em mã số 1 thì em size L dùm em. Biết rồi chị Ngọc Ngọc nha. Quán 69 ngày mai còn vài con giờ lấy chú liền với em vậy. Rồi ghi liền em mã số 1 size L dáng bôi nha. Dáng này mang đẹp lắm nha. Quần jean mã số 1 lên giúp em size L cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi ghi em mã số 2 size L luôn. Trời ơi, mã 2 size L quần ống lê nè. Lê mà lê đẹp lắm nha, phông dài nè. Rồi ghi liền em, đây nè mấy chị nè. Đây là lê phông dài nè. Giờ lấy chốt liền em. Mã từ từ rồi 2. Chị nào cũng có mấy chị lên mã số 2 giúp em ạ. Số 2 size L. Số 2 size L cháu cho chị ạ. Hành Mỹ Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mã số 3 size S. Quá sao chính cho mình nào. Số 2 sẽ là Nguyễn Nguyễn nè. Mặt số 3 sẽ S. Ủa cái quần ống chung này mới chị chuyện thôi. Mặt 3 sẽ S dùm chị em 139.000 nha. 139.000 nha. Rồi cái liềm em mặt số 4 size M nè. Mặt 4 size M. 3 cho lắm liền. Rồi cái này chốt liềm em mặt số 4 size M nè. Mã 4 size M nè mấy chị. Chốt em mã số 4 size M nha. Một con. Mã 4 size M chờ ấy chốt đi em mã số 4 size M. Rồi mã lên cho em mã số 4 size M hết mã số 3 rồi. Ôi mấy bạn không mình mã số 5 size 29 chốt đi. Số 4 size M chứ gì à Thu Hiền. Mã 5 size 29. Đẹp không? Chị không mấy chị đã chưa mã 5 size 29 giờ lấy chốt liền em mã số 5 size 29 đẹp quá cho đẹp luôn đẹp xuất sắc luôn số 5 size 9 lên giúp em cho Thảo My. Còn cái này chốt liền em mã số 6 size 28 mã số 6 size 28 đẹp quá cho đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mã số 6 size 28 dùm chị. Chốt mã số 6 size 28 cho em nè. Mã số 6 size 28, mày có một con mã 6 size 28. Đẹp hết mã số 5 mới chị lên mã số 6 size 28 cho em chị Trịnh Hồi Nguyên. Mã số 7 size 29. Ghi liền em mã số 7 size 29 dùng cho em. Đẹp quá mấy chị ơi. Mã số 7 size 29 dùng cho em nè. Rồi cái thì chốt liền em mã số 7 size 29. Rồi ghi liền em mã số 8 size 28. Mã 8 size 28 dùm chị. Chốt liền em mã số 8 nha. Số 7 size 9 cho Thảo My. Ghi em mã số 8 size 28 nha. Lên mã số 8 size 28 cho em ạ. 85 trần. Rồi cái này chốt liền em một con quần tinh giấy size 26 nè. Chờ lấy chốt em mã tinh giấy size 26. Quần tinh này mang sướng lắm nha. Quần jean này là mang siêu sướng luôn á. Thật sự cái con jean giấy này bán ngoài bán chạy lắm luôn á mấy chị. Chờ lấy chút em mã jean giấy lưng cao hoa size 26 có con. Rồi ghi liềm em mã số 10 size 29 nè. Mã 10 size giấy size 6 lên cho em ạ. Mã 10 size 29 dùm kìa. Mã 10 size 29 nè.
Đẹp không mấy chị? Em giấy size 6 cho Lily Ngọc. Mấy chị? Mã 10 size 29. Đẹp quá, trời đẹp với quần jean luôn. Mã 10 chứ tờ răng. Và ghi liền em mã 11 size 26 nè. Mã 11 size 26 coi dạng cho mấy chị nè. Và cái liềm em mã 11 giùm em. Cái quần jean này kiểu của nó như vậy nha mấy chị nha. Đừng nhận về Hải ơi, sao cái này nó bị rách nha mấy chị nha. Khổ tâm lắm luôn á. Cái kiểu quần jean nha mấy chị nha. Coi chiều lấy thì chốt liềm em nè. Chị nào không lấy thì em để mặt ha. Chứ cái form này kiểu như vậy nha. Bạn nhận hàng đừng nói Hải ơi cái này nó bị rách hay là sao nha mấy chị nha. Cái liềm em mã mấy anh? 11 size 26 giùm em. 11 cho Quỳnh Như. Rồi cái này ghi liềm em mã 12 size 27 nè. Đẹp chưa? 12 size 27 quần jean giấy giùm em. Rồi cái này chốt liền em. Con này được đi. Rồi em lên cho mấy chị tiếp một con áo phông nha. Đây hãy lên cho mấy chị một con áo phông Buma đi. Áo phông Buma này hãy bán vào chợ luôn. Bỏ 11 cái bỏ mình như thế. Rồi ghi liền em mã gì kia. 11 size 6 lúc nãy là quần rách đó mấy chị ạ. Chốt như Nguyễn Tường Vy. Rồi cái này chốt liền em. Ui mấy chị mua măng cặp này mấy chị. Măng cặp nha. 59 12 nghìn. Là cái nào vậy? Sao không 12 mấy chị này. Buma dùm cho em. Một con áo 59 ngàn. Hàng Buma nha. Quần jean 139 ngàn mấy chị nhỉ? Con này mang cặp được nè. Mang cặp ok luôn. 59 ngàn mua một cặp. Có 120 thôi mấy chị ơi nha. Siêu rẻ luôn đó. Bạn ra ngồi chưa mua được con áo phông đâu. Phải nói thật luôn. Buma dùm cho em 59 ngàn dùm cho em. Chờ lấy thì chốt đi. Em mặc áo Buma dùm. Áo Puma 59 ngàn giúp em ạ. Em mã Puma dùm em, 59 ngàn dùm cho em nè. Puma nha, Puma 59 dùm cho em. Giờ lấy chốt đi dùm em mã Puma 59 ngàn. Puma 59 ngàn cho Trâm Lê. Em mã áo phông Puma 59 ngàn dùm cho em. Lớn mã Puma 59 ngàn giúp em ạ. Puma 59 ngàn cho Phương Tròn. Rồi ghi em mã số 1. Đinh Thị Phương thôi nha, Vương là thôi. Đâu có chốt đâu mà thôi. Không có chốt nha mấy chị ơi nha. Bán gì rẻ. Puma 59 ngàn cho Cấm Lê. Puma 59 ngàn cho Ngọc Thảo Huỳnh. Rồi ghi mê mã số 1 xe ít rồi mấy chị. Puma 59 ngàn cho Mỹ Vân. Ghi mê mã số 1 xe ít rồi chị. Puma 59 ngàn cho Dương Ngọc Linh. Puma 59 ngàn hai cái cho Hùng Lệ. Puma 59 ngàn lên giúp em ạ. Puma còn một con cuối cùng mấy chị nha. Puma 59 ngàn cho Trúc Trang hết rồi Puma. Rồi mã số 2 size S luôn mấy chị. Rồi cái này chốt em mã số 2. Số 1 cho 60. Mã 2 size S giờ ít người rồi đó mấy chị chốt đi. Trời ơi. Vậy mà. Mã 2 size S dùng cho em này mấy chị này. Quần đẹp lắm luôn ấy. Mã số 3 size S luôn nè, có nguyên một lố S cho mấy bạn chốt nè. Mã 3 size S quần công quần ống sung nè. Ghi mê mã số 2 cho Hà Lê. Rồi ghi mê mã số 3 size S nè. Rồi mã số 4 size S nè. Chấm trời đây không, em chưa thấy chị lên một cái mã nào luôn á chị. Rồi ghi liền mê mã số 4 size S. Quần ống sung quần. Số 3 cho Hoàng Phúc. Rồi cái này chốt liền mê mã số 4 nè mấy chị. Em mã số 4 size S nè, có con chị. Cái này size S nãy giờ nó có. Cái nãy giờ like size L với size kia nó lại nhiều bạn không chốt được. Số 4 cho Trâm Trịnh. Rồi số 5 size M dùm em. Chúc em mã số 5 size M có con. Đẹp quá trời biết chưa. Rồi ghi liền em mã số 5 size M nha chị. Mã 5 size M nha, quần đẹp lắm mấy chị. Ôi, ngôi nghiệp luôn ấy. Đỉnh của đỉnh luôn. Mã 5 size M nè. Mã số 6 size L nè. VIP luôn. 6 size L dùm cho em. 5 cho Trần Thiện Khai. Nhìn cái tác cho nó chị đủ quyền. Rồi cái này chốt liền. Mã 5 size L dùm. Mã 6. À mã 6 dùm em. Ghi liền em mã số 6 size L nè. Đẹp quá. Số 6 size L dùm em. Rồi ghi em mã số 7 size L dùm em. 6 Trần Dương. Mã 7 size L ống loe luôn nè. Ghi liền em mã số 7 size L ống loe ha. Mã 7 dùng cho em. Rồi ghi liền em mã số 8 size M. Mã 8 size M ống loe luôn ha. Chốt liền em mã số 8 size M nè. Mã 8 size M ống loe nha. Chốt liền em mã số 8.
số 7 với Thảo My. Số 8 dùm cho. Số 8 là tay mờ mấy chị. Ghim em mà số 8 là tay mờ. Lớn mã số 8 CM giúp em cho liền mỹ độ. Rồi cái này chốt liền em mã số 9 tay lờ, rất là đẹp luôn. Phôn quần, màu quần hơi bị đỉnh luôn á. Đẹp lắm luôn á mấy chị nha. Màu quần này mấy chị nè, phôn quần này, đó, hai nút cho hải này. Đây nha, mã số 9 size L. Đẹp lắm luôn, siêu đẹp nha. Lên mã số 9 size L giúp em ạ. Rồi cái liềm em mã số 10 size S. Đẹp bá trái luôn. Chính cho Nguyễn Hồng Phúc. Đây. Mã 10 size size S này mấy chị. Cái liềm em mã số 10 size S. Đẹp ô là đẹp luôn nha. Chỉ có viết vào viết thôi mấy chị. Rồi chốt liềm em mã gì nè. Mã số 10 size S. Rồi cái liềm Mỹ Vân. Mã 11 size S luôn. Rồi. Mã 11 size S dáng bôi nè mấy chị nè. Rồi ghi liền em mã 11 size S dáng bôi nha. Chốt liền em mã 11 size S. Rồi ghi liền em mã 12 size S luôn mấy chị. 12 size S dáng bôi luôn ha. Chốt liền em mã 12 size S nè. 12 size S nha chị. Thấy dùng nghi nha. Đây nè mấy chị nè. Đây mấy chị. 11 cho Hương Phan. Đẹp chưa. Rồi ghi liền em mã 12 size S. Mười hai cho Úc Lý. Rồi con này em có nguyên thấy Mai Khanh nè. Rồi cái này em có nguyên ghi SML nè. Chốt liềm em mã 13 SML chiều lấy thì chốt liềm em. Quần này hot lắm nha. Quần này siêu hot luôn. Quần này co giãn này mấy chị. Sao chiều lấy thì chốt liềm em mã này là mã 13 kèm size SML gì nữa kìa. 13 kèm size SML ha. Bạn nào lấy size gì của mình sẽ đó liền kìa. Ok, đơn nào em dồn tới chủ nhật cho mấy chị nha. 13 kèm size lên giúp em SML. Rồi cái này chốt đi giùm em. 13 size S cho Tuyết Hà. 13 CM cho Thảo My. 14 size S ha, bạn nào không lấy con này là em rút liền đó. Em nói thật luôn á. Bây giờ tại vì em lai mẫu lẻ size không, em bung ra rồi thì em không có lấy được của khách á. Tại vì nhiều bạn chốt không được, em bán không lấy em đi dành của khách nên là không có lấy á mấy chị. Nha, đây nè, đẹp lắm. Đẹp chưa? 13 em còn một con CL chứ gì Văn Hồng ha. Còn 14 con CF dùm kìa. Lên mã 14 vô em cho Trần Duyên. Rồi ghi liềm em mã 15 size 29 nè mấy chị. 15 size 29 màu đen cơn nè mấy chị. 15 size 29 dùm kìa. Chốt liềm em mã 15 size 29 nè. 15 size 28 size 29 nè. Giờ lấy thì chốt vì em mã 15 kèm size 28 29 nè. 15 kèm size 28 và 29 giúp em mấy chị ạ. Em mã 15 kèm size 28 29 giùm chị. 15 size 29 chứ chút nha. 15 em còn một con size 28 ạ. Còn em có được mấy con áo không? 15 em chỉ còn một con size 28 thôi mấy chị ạ. Đây, trời ơi. Mua được cái quần jean thì phải mua cái áo không này về mặc đi, đúng đẹp luôn. 59 ngàn chốt đi. 15 size 28 cho chị ạ. Đẹp lắm nghe. 59 ngàn, chốt liền em mà áo 59 ngàn, dán cà rốt tốt dùm cho em nè. Size nè, size đẹp, ô là đẹp luôn, mấy chị nhìn cái size này là biết hàng, hàng gì rồi đúng không? Tất nhiên là hàng 100% là hàng Quảng Châu rồi, nhớ mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em nè. Ghi liền em mà áo dùm cho em, 59 ngàn, áo này đẹp lắm, 59 ngàn nha mấy tình yêu nha. Hãy có cho mình được có 5 con, 5 con thôi, 5 con thôi nha. Chị lấy thì chốt lẹ. Áo 59 ngàn cho em ạ. Thấy chị Nguyễn Phương chị ạ, em thấy chị hả? Áo 59 cho Trâm Trịnh, áo 59 cho chị Tường Vy 344, lên mà áo 59 ngàn cho em ạ. Áo 59 cho Chi Trần, áo 59 cho Hoa Anh Đào. Rồi cái liềm em mã số 1 liềm em nè. Áo 59 cho chị ạ. Mã 1 sang hết. Nguyễn Thị tới 56, hết là áo 59 ạ. Mấy chị, chi mượn cái quần rinh đi mấy chị. Thiệt sự luôn, nó đẹp mà. Ôm này, màu này, đẹp không biết được. Dán bôi nhở đen may này. Mã số 1 size S. Đẹp quá trời đẹp luôn. Nhìn cái phun quần này đã không? Đẹp mấy chị nha.
Kim em mã số 1 dùm chị. Và mã số 2 size L dùm chị. Số 1 cho Thảo My. Số 2 size L dùm em. Dạ vâng. Rồi cái liềm em mã số 2 size L dùm chị. Mã 2 size L quần ống thun ha. Chờ lấy chút liềm em mã số 2 size L. Cái liềm em mã số 2 size L. Không con ha. Mã 2 size L nha. 139.000 nha chị. Rồi cái liềm em mã số 3 CL luôn, ống loe. Mã 3 CL. Số 2 CL chứ Nguyễn Trà My. Mã 3 CL ống loe nè mấy chị. Giờ lấy chốt liềm em mã số 3. Mã số 3 ống loe CL nè. Rồi cái này cái liềm em mã số 4 CM. Mã số 4 CM ống loe luôn. Kim em mã số 4 CM ống loe. Giờ lấy chốt liềm. Số 3 cho Mai Khanh. Rồi ghim em mã số 5 size S. Trời ơi nó đẹp. Mấy chị, mã 5 size S. Rồi ghi liềm em mã số 5 size S. Đẹp quá. 5 size S dùm em, coi dễ em. Số 4 cho Vivi. Rồi cái này chốt liềm em mã số 5 size S dùm chị. 5 size S cho mấy chị nha. Rồi mã số 6 size M. Ghim em mã số 6 size M này mấy chị, dán bôi nè. Dán bôi y hạt hải mang luôn. Số 5 đi vô Hồng Thi. Rồi cái này chốt liềm em mã số 6 xây mồ giống bôi nè, đẹp không mấy chị nè. Rồi chốt liềm em mã ha, mã số 6 xây mồ. Rồi cái này chốt liềm em mã số 7 xây mồ luôn. Mã 7 xây mồ 6 cho Nguyễn Trinh. Mã 7 xây mồ nha, coi dạng cho mình nè. Rồi ghi liềm em mã số 7 xây mồ con nè. 7 xây mồ nha. Rồi cái liềm em mã số 8 CL. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Sao biết nó sao đây. 8 CL. Số 7 cho Đinh Hảo. Rồi cái này chốt liềm em mã số 8 CL này. Đẹp quá. Đó mã số 8 CL là cho em đi ạ. Rồi cái liềm em mã số 10 CS. 10S nha, chốt em mã 10S. Một con quần rất là vip. Ủa sao em từ mã số 8 em lên mã số 10 rồi đúng không? 8L chứ Như Ngọc Huỳnh. Mã 10S, một con quần siêu vip luôn, coi dễ em đây. Cái này bạn nào 50kg là các bạn mang được luôn á nha. Đẹp không mấy chị? Đẹp lắm, quần này là toàn 300 mấy nghìn không á, 300 mấy nghìn á. 10S cho biết trồn. Rồi cái này chú em mã 11 size S luôn. Trời ơi nó đẹp. Đây nè, màu y như vậy luôn mà nó nhạt hơn một chút xíu nè. Size S luôn ha. Cái size S này chứ mấy bạn nào 50kg là mang vừa nha. Tại vì quần này mang sướng lắm. Coi giãn nè, màu đẹp không. Mã 11 size S luôn, có con rồi mấy chị. Rồi y như vậy luôn nè mấy chị. 11 cho Vy Nguyễn. 11 kèm size ML luôn mấy chị. 11 có size ML luôn nè. Bạn nào ưng lấy ML luôn thì hú hả hết bỏ luôn ha. Rồi cái liềm em mã 11 kèm size ML luôn. Cái đó S. S đó hình. Đây ML đây. Mã 11 kèm size ML luôn. 11 em còn size ML mấy chị. Em còn ML nè. 11 kèm size ML cho em nè. Bạn nào lấy ML thì chốt lẹ đi. Như em đang lấy được quần trên đồng giá 139.000 mấy chị nhé. Như bạn mong đợi quần này lắm nha. Đẹp lắm đó. Một M cho Nguyễn Dương, 11 CL cho Nguyễn Hồng Phúc hết mọi người. 12 size 29 này. Mã 12 size 29. Quần này không đẹp không biết tiền mới chế luôn. Đây nè. 12 size 29 dùm cho em. Chốt liền em mã 12 size 29 này, có một con này. 12 size 29 dùm cho em. Rồi ghi em mã 13 size 29 luôn. 13 size 29 luôn, màu đẹp bá trái luôn. Rồi ghi liềm em mã này mấy chị. 12 cho Võ Hồng Hiếu. Rồi ghi liềm em mã 13 size 29 luôn. Có con 13 size 29 nha con. Rồi ghi liềm em mã 14 size 28. 14 size 28 nha. Màu quần rinh đẹp lắm luôn mấy chị. Màu đẹp ơi là đẹp luôn nha. Rồi chiều lấy thì chốt liềm em. Cái phôn quần, cái màu quần đẹp lắm luôn. Chiều lấy thì chốt liềm em.
Con quần này bạn này size 18 chai. 13 cho kim liền. Còn cái liền em mã 14 size 28. 15 em có size 28 luôn nè. Giờ lấy chút em mã 15 size 28. Mấy cái màu quần này là chốt liền nha. 15 size 28 giùm em. Kim em mã 15 size 28 nè. Rồi em lên cho mấy chị một con áo phong. 14 cho Mỹ em Nguyễn. Ừ. 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 15 rồi. Không cái này mình đi. Đem con. Hai con này. Rồi đó. 15 cho Thu Tâm. Rồi em lên một con áo phong kim 59 ngàn. Chờ lấy chú em mà áo phong 59 ngàn. Áo phong này bữa trước hay có lai màu trắng rồi mấy chị. Cái này là em mới vừa về luôn. Thôi giờ em bán bằng mấy chị 59 ngàn luôn nha mấy chị đi nha. Chờ lấy thì chú em mã phong 59 ngàn. Được cho mấy chị mấy con thôi. Không biết lấy áo này không nè. Áo này đẹp lắm luôn á nha mấy chị nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em nè. Cái liền em mã áo phong dùng cho em 59 ngàn. Phong đẹp lắm luôn nha. Tranh thủ chốt phong nha mấy chị nha. Rồi cái liền em mã áo phong dùng cho em. Phong dùng cho Hải nha. 59 ngàn. Hãy bán mấy chị một con áo phong siêu xịn luôn á. Siêu xịn nha mấy chị nha. Đơn đi rồi. Đi rồi cho lấy Liên Ngọc ơi. Rồi cái liền em mã phong dùng cho em. Đây quần rin đen size 29 này mấy chị. Chị lấy chiếc mê mã số 1 size 29 nè. Áo 59 ngàn cho Hiền Trâm. Rồi ghi liền mê mã số 1 size 29 Hiền Trâm. Rồi chốt liền mê mã số 1 size 29. Phong 59 cho Thu Tâm. 1 size 29 coi giãn cho mình. Đẹp chưa. 1 nha, 1 size 29 Hiền Trâm. Phong 59 cho Giang Bích. Phong 59 cho Vui. Chị nào có đơn cứ bán tròn đủ đơn trong ngày này chị ký nhật của em video luôn mấy chị ạ. Phong 59 ngàn cho Thanh Yên Võ. Mấy chị ơi có đơn chọn chủ đơn trên 100 ngàn đã hãy đi đơn nha. Số 1 cho Mai Phương. Rồi cái này chốt tìm em mã số 2 size 28. Mã 2 size 28 em có một con nè, đẹp không mấy chị? Rồi cái này chốt liền em mã số 2 giùm em, size 28 giùm cho em. Mã 2 size 28. Chốt liền em mã số 2 size 28 giùm em một con. Mã 2 giùm em. Rồi ghi liền em mã số 3 size 28 luôn mấy chị. Mã 3 size 28 nha. Số 2 bán không? Rồi ghi liền em mã số 3 size 28. Quần rinh đẹp như thế này em biết chưa. Con này là mặc lên khô mà đúng đẹp luôn. Coi giãn cho mình. Mã số 3 size 28 dùm chị. Rồi cái liềm em mã số 4 size 29. Mã 4 size 29. Giờ lấy chút em mã số 4 size 29. Số 3 chị Văn Bích. Rồi cái liềm em mã số 4 size 29 này mấy chị. Mã 4 size 29 ha. Chốt liềm em mã số 4 size 29 này mấy chị. Rồi mã số 5 size S này, chéo mệt hãy mang luôn. Em biết được. À, cái này là quần ống ống sung rồi, chứ không phải là quần dân bông. Ống sung nha. Chốt em mã số 5 size S này. Mã 5 size S dùm cho em. Chốt liền em mã số 5 size S. Chốt gì Trúc Trang. 5 size S dùm cho em. Có con quần ống sung mà sung vừa nha. Sung vừa này mang đẹp lắm mấy chị. Sung vừa này mặc đẹp lắm, lên dáng đẹp lắm. Mã số 5 size S. Rồi cái này chốt liền em mã số 6 size 27 nè. Mã số 6 size 27 có con nè, coi giãn cho mình. Mã số 6 size 27 ha. Chờ lấy thì chốt liền em mã số 6 size 27. Số 5 cho Trần Duyên. Số 6 size 27. Rồi cái này chốt liền em mã số 7 size 28. Mã số 7 size 28 quần rinh giấy 20 nút nè. Nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em. Mã số 7 size 28. 6 cho thầy Linh Nguyễn. Rồi ghi liền em mã số 7 size 28 này.
Rồi cái này chốt liền em, mã số 8 size 29 này. Mã số 8 size 29 quần đen. Quần đen này, quần đen này đẹp nè mấy chị. Quần đen nè, em thích cái gì biết không? Số 7 cho chốt cha. Cái kiểu của nó rất là đẹp luôn. Cái này các bạn mặc lên đẹp lắm. Gài khuy qua bên này nữa này. Con này lên rất là VIP luôn. Đẹp không? Cái đẹp luôn nha. Mã số 9 dùm em. À, mã mấy anh? 8. Mã số 8 size 29. Cá nó Trần Dương. Rồi cái này chốt liền em, mã số 9 size 29 luôn. Mã số 9 size 29 quần màu đen. Rồi ghi liền em, mã số 9 size 29 giùm em một con. Lại cái uống. Ghi em mã số 9 size 29. Chính cho Mai Phương. Rồi ghi liền em mã dùm cho. Rồi em sẽ bán tặng cho mấy chị luôn ha. Đây mấy chị nè. Đây 49.000 chốt liền em mã phong trắng dùm cho em. Chốt liền em mã phong trắng 49.000 dùm cho em. Đây mấy chị. Chờ xíu nha mấy chị luôn nha. Hàng nhà em về đợt cuối luôn ấy. Hàng đợt cuối người ta đang trở xuống thì mấy chị. Rồi chị lấy thì chốt liền em. Ghi liền em mã dùm cho em nè mấy chị nè. Áo phong dùm em 49.000 phong trắng dùm cho em. Em lấy chị Nga nha. Rồi chốt liền em mã phong trắng dùm em 49.000 phong trắng dùm cho em. Chốt em mã phong 49.000 dùm cho em nè. Chốt liền em mã phong dùm cho em 49.000 phong trắng nha mấy chị yêu nha. Phong trắng dùm cho em 49.000. Chị em mã phong trắng nha mấy chị yêu nha, 49.000 dùm cho em. Rồi em xíu nha mấy chị yêu nha. Ghi dùm em mã phong trắng đi mấy chị, 49.000 mấy chị cứ lên mã đi nha. Đợi xíu Phương vô bấm liền cho mấy chị ha. Rồi chốt liền em mã phong trắng dùm em 49.000. Rồi cái này chốt liền em mã ha. Em bán tặng mấy chị con này luôn. Ghi em mã tím dùm cho em. Ghi liền em mã phong tím dùm cho em ha. 49.000 luôn. Phong tím dùm cho em nè, 49.000. Rồi em xíu nha mấy chị nha. Ghi liền em mã dùm em nè. Phong tím dùm cho em 49.000. Phong tím dùm cho Hải nha, 49.000. Em còn ít quần rinh lắm mấy chị, còn tầm một khoảng được 100 mấy cái nữa là hết á. Hải sẽ la nốt cho mình luôn ha. Rồi ghi em mã phong tím dùm cho em 49.000 dùm cho em luôn. Được mấy con thôi. Rồi ghi em mã phong tím, giờ chuẩn bị ít người rồi các bạn ráng chốt ha. Rồi ghi liền em mã phong tím dùm cho em 49.000. Mấy chị lên đi, cho em bấm, để em bấm cho ha. Ghi em mã phong tím dùm cho em ha. Mấy chị đợi xíu nha, mấy chị nha, để em bấm bill ra cho mấy chị. Cái này bấm, cái này mấy chị. Rồi ghi liền em mã phong tím nha mấy chị nha. Rồi lên quần rinh tiếp nha mấy chị nha. Hôm nay nhiều quần đẹp lắm luôn. Lên phong tím đi mấy chị. Đợi xíu Hương bấm ha. Đẹp không mấy chị? Quần đẹp ơi là đẹp luôn. Màu đẹp lắm. Màu phải gọi là siêu đỉnh nha. Đẹp thiệt. Quần rinh chiếc này đẹp thiệt. Anh bấm phong trắng trước rồi tới phong tím. Không cho Nguyễn Phương Thảo 49 ngàn. Anh kéo xuống dưới mình chốt được phong trắng cho anh đi. Ừ rồi. Mình bấm phong trắng luôn cũng được, con bé bỏ không được chứ. Quần bao nhiêu tiền vậy Hải? 139 ngàn nha chị. Ôi 139. 139 ngàn. Phong trắng cho Trần Bảo Như. Bây giờ là còn có 200 người thôi, là mấy bạn cố gắng chốt. Phong trắng cho Thảo My 3 cái. Rồi cái này lên giùm em. Mã 1 size S. Phong trắng cho chị Trần. Phong trắng cho Hà Lê. 40kg thì mặc tay ghét thôi chị ơi. Chứ giờ không còn tay nhỏ hơn nữa.
Cho lấy phong tím, lấy mẫu phong tím nha, cho khỏi bị nhầm mẫu chị ạ. Sau kia em mã số 1. Phong tím cho Phạm Hương. Mã 1 thay S dùng chị, dùng đẹp lắm. Tím cho Hiền Trâm. Chị, cái khuôn vùng này đẹp lắm. Tím cho Thảo My hai con. Rồi lên dùm em mã số 1 thay S đi. Tím cho Nguyễn Dương. Tím cho Hồng NTT. Tím cho Trâm Trình. Tím cho Đinh Thị Pha. Tím cho Như Kim. Rồi ghi em mã số 1 sẽ. Tím cho Lô Kỳ Thủy. Lên em mã số 2 CL. Mã 2 CL dùng cho em. Em thấy chị nha, chị Tăng lên đây. Rồi cái này chốt liền em mã số 2 CL. Số 1 cho Trâm Trịnh. Mã 2 CL nha, chờ lấy thì chốt liền em mã số 2 CL. Mã 2 CL nha. Rồi mã số 3 CL. 3 CL dùm em, trời nó đẹp quá luôn á mẹ. Vừa chị ơi, cái này coi dễ CL. Số 2 cho Trần Thủy. Vừa ấy, vừa nha. Trời ơi, 60kg mới 6 mặt vừa CL đó. L29 đều vừa luôn đó. Rồi chờ lấy thì chốt tiền nè. Mã số 3, mấy anh được. Mã 3 CL, đúng được một con duy nhất. 3 cho Nguyễn Hồng Phúc. Ôi, bà nào chốt được cái quần này đúng giá luôn nha. Rồi ghi liền em mã số 4 CM. Mã 4 CM nè, y như vậy luôn mà CM nó không có CS. Em để lại nha chị ơi. Rồi ghi liền em mã số 4 CM nè. Rồi ghi liền em mã số 4 CM nè. Để không mấy chị. Đổi tiếp nè. 4 CM nha, chứ em mã 4 CM. Số với thầy Linh Nguyễn. Mã 5 CL. Đẹp không mấy chị? Đẹp thì quần ống lê nè. Mà cái túi nó dế gì đâu luôn á. Rồi ghi liền em mã số 5 CL dùm em nè. Mã 5 CL nha. Có con đẹp quá. Rồi mã số 6 CS. 5 cho Nguyễn Thị Diệp. Mã số 6 CS dùm cho em nè. Chốt liền em mã số 6 CS dán bôi dùm em nè. Mã số 6 CS dán bôi nè. Đẹp không mấy chị? Mã 6 CS dán bôi nè. Rồi mã số 7 CL nè. Chúc em mã số 7 CL nè. Đẹp quá mấy chị ơi. 7 CL dùm em nè. Chốt liền em mã số 7 CL ống lê nè. 6 thì Nguyễn Phương Thảo. Rồi ghi liền em mã số 8 CS nè. Mã số 8 CS ống lê. Ống này ống gì đây? Ống tung. Ống tung vừa nha. To giãn nè. Số 7 cho chị Mai Khanh. Mã số 8 xe S dùm cho. Chúc em mã số 8 xe S bình thường. Mấy bạn mua quần đinh mặc xe gì mua xe đó dùm cho. Còn có một con quần đinh xe 30. Mã số em lên mã số 8 8 cho mít rồn. Rồi cái này chốt rồi dùm em mã số 9 dùm cho. Mã số 9 xe 30 dùm em. Mã 9 xe 30 mấy tình yêu. Ủa này gì chưa? Hả? Này gì chưa? Này chứ thôi. Mã số 9 xoay 30 dùm em nè. Rồi lấy chốt em mã số 9 xoay 30. 9 Hạnh My Nguyễn. Rồi ghi liền em mã số 10 size 29 nè. Mã số 10 size 29 dùm em. Mã số 10 size 29 dùm em. Trời ơi mấy chị hỏi chị Hạnh My Nguyễn á. Cái chị Hạnh My Nguyễn mặc quần jean cô ba mà hãy bán. Chắc cũng phải là từ lúc hãy mới bán luôn á chị Hạnh My Nguyễn luôn. Thiệt luôn á. Rồi cái này chị lấy chốt liền em mã. Mã số 10 size 29 nè. Từ lúc phải mới bán luôn á mấy chị. 10 lên giúp em ạ. Rồi cái liềm em mã 11 size 30 luôn nè. 11 size 30 dùm cho. 10 cho Lý Nguyễn. Rồi cái này chốt liềm em mã 11 size 30 nè mấy chị. 11 size 30 nha mấy chị. 11 size 30 dùm cho em một con. Rồi cái này chốt liềm em mã 11 size 11 cho đồng nữ Thu Huyền. Rồi cái này ghi liềm em mã 12 size 27 dùm. 12 size 27 nè mấy chị. 12 size 27 nha, đẹp lắm luôn. 12 size 27 nè mấy chị. 12 size 27 bao nhiêu? Rồi ghi liềm em mã 13 size 27 luôn. 12 cho Thảo My. 13 size 27 nè mấy chị, quần rinh giấy trời nè. 13 size 27 quần rinh giấy này may sướng lắm luôn. Quần lưng cao nha, hai thui nút nè. Mà quần rinh giấy này may nó bị sướng, nó bị phê luôn á. Nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liềm em mã 13 size 27 nè.
lên mã 13 với em hết mã 12 rồi. Rồi cái liền em mã 14 size 29 này mấy chị. 14 size 29 màu đen trơn này. 14 size 29. 13 ghi an hình. Rồi cái liền em mã 14 size 29 có con này. Rồi cái liền em mã 15 size 28 này, đẹp quá. 15 size 28. 14 cho Trúc Trang. 15 size 28, đẹp quá mấy chị con. 15 size 28, mấy cái phôn quần này mang lên đẹp lắm. Rồi 16 size 28 này, rồi lấy cho em mã 16 size 28 có con. 15 cho Thảo Mây. Rồi ghi em mã 16 size 28. Rồi ghi liền em ha, 17 dùm cho em nè, size 27 nè. 16 chút xíu. 17 size 27 nè mấy chị. 17 size 27 ha, màu quần jean đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp quá. Rồi cái này chốt liền em mã 17 size 27 nha, em có con 17 size 27 dùm. 17 với thầy Linh Nguyễn. Rồi cái này chốt liền em mã 18 size 29 nè. 18 size 29 quần jean là quần jean nhũ nha, rất là đẹp luôn. Rồi ghi dùm em mã 19 size 29 dùm cho em. 18 size 29 nè mấy chị. 18 size 29 ha, chờ lấy thì chốt dùm em quần jean này là quần jean nhũ nè mấy chị. Đó, thấy không mấy chị. 18 dùm. 100 mã 18 đó giúp em cho Sally Hồ. Rồi một con quần jean giấy nè mấy chị, mã số 1 size 29 luôn mấy chị. Mã số 1 size 29 giùm em. Ghi liền em mã số 1 size 29 quần jean lưng cao giùm cho em. Ghi liền em mã số 1 size 29 nha, một con nè mấy chị. Rồi mã số 2 quần jean nhũ size 28 nè. Mã số 2 quần jean nhũ giùm mấy chị thấy không? Số 1 cho Thiên Ân. Cái quần jean này mang sướng lắm. Rồi cái này ghi em mã số 2 giùm em. Mã số 2 size 28. Rồi ghi liền em mã số 3 size 29 đi. Số 2 size 28. Rồi cho chị Thảo My. Rồi cái này chốt liền em mã số 3 size 29 đi. Rồi ghi liền em mã số 3 size 29 đi. Một con. Mã số 3 size 29 nha. Kiểu lấy thì chốt liền em mã số 3 size 29. Số 3 cho Nguyễn Thị Diệp. Rồi cái này chốt liền em mã số 4, em có size 27. 27, 28, 29, mã số 4 kèm size 27, 28, 29 luôn nè, kịp không? Ghi liền em mã số 4 kèm size 27, size 28 và size 29, mỗi thứ có một size nè, đây, kèm quá mấy chị ơi. Coi chờ lấy thì chốt liền em nè, coi dễ cho mình. Ghi liền em mã số 4 kèm size. 139 ngàn bây giờ lên mã số 4 với em ạ. Ghi em mã số 4 kèm size dùm cho em. Mã 4 kèm size nha mấy tình yêu ơi. Số 4 size 28 cho Hoàng Như Kim. Tôi cho các bạn một con ấu len hàng tuần. Số 4 size 27 cho chị ạ. À. Thì Linh Nguyễn. Số 4 size 29 cho Giang Bích. Rồi em lên cho mấy chị một con áo len 69 ngàn. Chờ lấy cho em mã áo len 69 ngàn. Xịn nha mấy chị nha, không phải là hàng thường đâu. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã len dùm cho em. Một con áo len nha 69 ngàn mấy chị nhìn hàng. Năm nay chị nào ở thành phố mà về quê là lo mua áo len nha. Rất là lạnh luôn đó. Chuẩn bị len hay là phao gì mặc nha. Năm nay là siêu lạnh luôn đó mấy chị. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã len dùm em 69 ngàn dùm cho em. Ghi em mã áo len 69 ngàn. Len dùng cho em 69 ngàn dùm cho em. Len 69 ngàn dùm cho em ha. Len sẵn đó mấy chị không nói là len thường đâu. Len 69 ngàn cho Nguyễn Thủy. Ghi em mã áo len dùm 69 ngàn. Len 69 ngàn cho Ngọc Thảo Huỳnh. Nó đâu xa mấy chị ơi. Mấy hôm nữa là lạnh, bữa nay là thấy lạnh rồi nè. Còn mấy hôm nữa là rất lạnh rất hại. Len 69 cho Phương Thảo Tròn. Thôi chiều lấy thì chốt tiền. Lên số 9 cho Trần Thiện Khang. Lên số 9 ngàn lên giúp em mà cho Nguyễn Thị Diệp. Lên
Đơn số 9 cho Loan, huyện 245. Giờ lấy liền mà lên số 9 ngàn cho em đi ạ. Lên số 9 ngàn cho Bình Trâm. Rồi cái này có số 1 kìa. Lên số 9 cho Hiền Trâm. Cái này mã số 1 kìa, xa 27 với là 29 nè. Lên số 9 cho Phương Yến, hết mà lên số 9 ạ. Mấy chị. Rồi cái này chốt liền em, mã số 1 kèm xa dùm em, 27 và xa 29 nha. Mã 1 kèm xa 27 và 29 dùm cho em. Đẹp lắm mấy chị. Quần jean màu đen, cái quần jean này màu đen mấy bạn dễ bạn mặc. Mặc với lại tết mấy bạn mang áo dài cũng đẹp này. Hoặc là mình mang đi làm này kia nha. Màu đen rất là đẹp luôn. Mã 1 kèm xa dùm cho em, 27 và 29. Số 1 xa 27 cho Mai Phương. Mã số 2, 26 với 27 này. Kim em mã số 2 kèm xa 26, 27 để em mấy chị. Số 1 xa chính cho Trần Bảo Như. Rồi cái này chốt đi dùm em ha. Cái này là quần tết luôn á. Đúng chỗ này là quần tết luôn. Ghi liền em mã số 2, 26, 26, 27 này. Mã số 2 dùm em ha, 26, 27 dùm cho em. Mã 2 kèm xa nha, 26 và 27 dùm cho em. 26, 27 nha, chốt em mã số 2 dùm cho em. Kim em mã số 2. Số 2 xa 27 cho chị Lê Liên Ngọc. Số 2 xa 26 cho Vinh Lê. Rồi cái này chốt liền em mã số 3 xa 29 nha. Mã 3 xa 29 nè. Đẹp quá. Mã 3 xa 29 em có một con nè. Và chờ lấy thì chốt liền em mã số 3 xa 29. Một con duy nhất mã 3 nè. Rồi cái này chốt liền em mã số 4 xa 29 luôn. Mã 4 xa 29 luôn, quần đẹp không mà. Quần size to nữa. Trời ơi quá là sướng luôn mấy chị ơi. Sướng mặt tự luôn á. Em về size to em còn sướng luôn á. Số 3 cho Thọng My. Mã số 4 dùm em. Ghi liền em mã số 4 xa 29 nè. Mã 4 xa 29. Rồi cái này ghi liền em mã số 5 xa 26. Quần rinh giấy lưng cao nha. Quần rinh giấy lưng cao xa 26 dùm em. Chốt liền em mã số 5 xa 26. Số 4 cho Diễm Phúc Trần. Mã 5 xa 26 dùm em nè. Chờ lấy chốt liền em mã số 5 xa 26. Rồi ghi liền em mã số 6 xa 26 luôn. Mã số 6 xa 26 luôn nè. Quần đen mấy chị. Quần đen này đẹp nè. Mã số 6 xa 26 luôn chị. Chờ lấy chốt liền em mã số 6 xa 26. Số 5 gì Linh Thị Phan. Rồi ghi liền em mã số 5 lên mã số 6 cho em đi ạ. Mã số 7 xa 29 nè. 139 ngàn mấy chị. 139 thôi. Hai con bướm xanh nãy Thảo My lấy không em? 49 ngàn. Có hai con bướm xanh. 620604. Hai con áo xanh này lấy thì báo chị nha. Hoặc là chị nào lấy xanh thì chốt xanh. Hai con giống con áo trắng lúc nãy á. Giờ lấy thì chốt rồi. Lấy thì chốt nha. Em đồng là mấy rồi? Đồng mấy rồi? 7. Mã 7 xa 29 em biết chị. Mã 7 xa 29. Bảy cho Kim Lê Trương. Mã số 8 xa 27 nè. Mã số 8 xa 27. Giờ lấy trước mã số 8 xa 27 giùm em. Mã 8 xa 27 nha. Em có một con nè. Mã số 8 xa 27 nè. Rồi mã số 9 xa 29 nè mấy chị. Mã 9 xa 29 quần đẹp quá. 8 cho Trần Duyên. Rồi cái này ghi liền em mã số 9 xa 29 nè. Mã 9 xa 29 nha. Có 2 con nè. À, một con, mã số 9 xa 29. Rồi ghi liền em mã số 10 xa 28 luôn. Mã 10 xa 28. Em lấy okay, em Thảo My nha. Rồi ghi liền em mã số 10 xa 28 luôn. Mã 10 xa 28 nha, mấy chị cũng thủ chốt nha. Số 9 xa 29 cho Diệu Nguyễn Hồng Phúc. Rồi. Nhớ không? Ngày nào nhớ cái sếp này. Thật sự luôn á. À, em bị quên lẫn luôn. Nhưng mà trong cái đó em bán hết sạch luôn cái chuyện. Em về lại mà em không nhớ luôn. Em nhét ở trong cái người chờ chút xíu. Thôi bây giờ em la tặng luôn cho mấy chị luôn. Một con áo như thế này nè mấy chị. Mà áo này đẹp lắm nha. Mấy chị mang nó ôm người lắm luôn. Chứ không phải là mấy cái hàng xử mà mang tụt tụt xuống đâu nha. Con này mang rất là ôm người luôn. Mấy chị nhìn cái đường này.
đó, mấy chị thấy cái đường này không? Nó làm mà nó không dạng như là nó đường, cái đường nào là ra cái đường đấy nè mấy chị nè. Không có nè. Đây nè, cái đường nhúng của nó ôm lên cái áo, ôm lên ngực của mình đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Mấy bạn có thể làm áo ống được luôn. Ở bạn xỏ tay như thế này nè nha mấy chị nha. Chị nào làm ưng làm áo ống thì cắt hai cái này ra thôi nha mấy chị nha. Kèm cho mấy chị một cái quần ống sung dùng cho em sẽ bán tặng mấy chị set này với giá là 79.000. Giờ lấy thì chốt lại nha, một cái quần ống sung màu trắng nha mấy chị yêu nha. Size cho mấy chị nào mà size M đổ lại em bán nguyên set này cho mấy chị luôn. 79.000 nguyên một set nha mấy chị yêu nha. Rất là đẹp luôn, siêu đẹp nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhìn nè. Cái quần ống sung của nó nè, đẹp lắm. Bây giờ em like cho mấy chị cái set này nè. Rồi chờ lấy thì chốt đi giùm em mà set dùng cho em ha. 79.000 mấy chị nhìn cái quần ống sung là các bạn đủ biết hàng em like cho mấy chị hàng đẹp cỡ nào rồi đó nha. 79.000 giờ lấy set chốt set dùm cho em. Cái này còn một cục ống ngoài nữa nha. Một cục lại. Nó ghẹo phải dưới. Ra coi đi ha. Rồi cái liềm em mã set 79.000 dùm cho em. Chốt liềm cho hãy mã set nha. 79.000. Sơ 79 cho Mai Phương ơi sơ. Kim em mà set 79.000 dùm cho. Cái đó xây mờ thôi chị. Quần còn nhiều á chị, đợi xíu nha. Chờ mấy bạn tranh thủ chốt. Sơ 79 cho Nguyễn Thủy. Set 79.000 cho Nguyễn Nguyên. À xe ghét quần sung nè. Set 792 set cho Thọ My. Thọ My. Rồi ghi liền em mã số 1 size S. Ghi em mã số 1 size S dùm em Thọ My 2 set đó cho. Set 79 cho Thúy Diễm. Đúng rồi, đi thôi. Sơ 79.000 cho Lê Thủy. Và ghi liền em mã số 1 size S. Mã 1 size S nha. Sơ 79 cho chị à. Bảo Bảo Linh. Sơ 79 cho Sally Tròn. Mã số 2 kèm size SML. Đẹp quá. Mã 2 kèm size SML dùm đi. Kim em mã số 2 kèm size SML. Có mai hãy like túi nha mấy tình yêu nha. Số 1 cho Phạm Tiết Anh. Tháng mai trưa mốt sẽ lên trưa mai sẽ lên hàng váy này kia thì. Còn tối ngày mai là lên túi nha. Lô túi cuối cùng của năm luôn. Có một bạn nói chung lại thì nhiều nhưng mà bây giờ chỉ còn được tầm khoảng 300 túi ở trong kho nha. Rất là đẹp luôn. Nên là ngày mai chị nào mà sắm Tết túi thì mình tranh thủ chốt nha mấy chị yêu nha. Chứ để hết nha mấy chị yêu nha. Tại vì nhiều bạn hỏi quá luôn á. Nhưng mà biên nó tắt mấy chị. Em về được ít lắm luôn á. Về siêu ít luôn mà mẫu đẹp lắm. Có mai hè mấy chị hè. Có mai đây túi. Ngày mai lên hàng Tết tiếp nha. Hàng váy áo này. Số 2 kèm size SML giúp em đi ạ. Số 2 size cho Nấm Phạm. Rồi cái này chốt liền em mã số 3 size L. Mã 3 size L dùm cho em. Giờ lấy chốt liền em mã số 3 size L. Quần dinh đẹp quá. Cái này cho để lại cho chị gì bên này. Số 2 size M cho Dương Diễm. Đi liền em mã số 3 size L. Số 2 size L chứ Thảo My một con size L chị nhá. 139.000. Mã số 3 size L. Anh còn size M này nè. Thế đó chị M L chứ mà. Ủa thì ta mở đi, rồi đi. Mã số 4 size L mấy chị. Mã 4 size L luôn, quần đẹp quá. Mã 4 size L dùm em nè. Chốt liền em mã số 4 size L dùm em. Rồi ghi liền em mã số 4 size L. Số 3 là Liên Hoàng size L. Giờ bà nào thích là càng chốt được quần đẹp. Đẹp là đẹp đi. Mã số 4 em có size M, size L. À, mã 4 có SML luôn. Mã 4 có SML luôn. Lên từ từ lên lại nha. Mã 4 kèm size SML luôn nha mấy tình yêu. 4 là đủ size luôn.
Mã 4 là y hãy mang luôn á, không sai gì luôn, khác màu thôi. Dán bông luôn. 4 kèm size mà lời cho em ạ. 4 kèm size mà lời. Ok chị Vĩnh Trâm nha. Bốn lời cho quý vị Mỹ Phương. Rồi mã số 5 CL. Mã 5 CL dùm đi. Rồi chị lấy chốt bìm em mã số 5 CL con. Bốn S cho Thu Trương. Mã 5 CL một con nè. Chị lấy chốt bìm em mã số 5 CL. Mã 5 CL nha một con. Mã số 6 size M. Mã 6 size M gì nè. Số 4 em còn một con size M không mấy chị ơi. 4 size M cho Phan Duyên. Phan Duyên là chị ra lấy đúng không ạ? Rồi kim em mã số 6 size M dáng đuôi. Mã 6 size M dáng đuôi. 5 nhỏ gái. Rồi kim liền em mã số 6 size M dáng đuôi mấy chị. Mã 6 size M dáng đuôi. Rồi ghi liền em mã số 7 xây lời dán bôi luôn. Mã 7 trời nó đẹp. Xuất sắc cái mã 7 này luôn. Dễ không. Rồi ghi liền em mã dùng cho em này. Chốt liền em mã dùng cho em. Nè, anh coi được. Không coi được. Xây lời vừa em. À, vừa nghe, xa 29 vừa, 29. Mã số 6 nãy ghi Trần Thủy. Và mã số 7 CL vừa, cái này, cái nào mà coi giãn á, tiếp vừa ấy. Rồi cái này chốt đi em mã số 8 size M. Mã số 8 Thái Nguyễn Ngọc M. Thiện nha. Rồi cái số 7 cho chị Tốt Tốt Trần. Rồi cái này ghi liền em mã số 8 size M. Mã 8 size M dùm kìa. Quần đẹp lắm, màu đẹp lắm. Tám cháu chị Phương Yến. Rồi em có một con áo này. Áo già này size S nhưng mà 50 ký men ok nha. Con này em bán tặng với chị 69 ngàn. Chào lấy thì chốt liền em mã áo dạ 69 ngàn dùm chị. Ghi liền em mã 69 ngàn. Áo khoác rêu 69 ngàn dùm chị. Mấy con thôi với chị 69 ngàn ha. Chào lấy thì chốt liền em mã 69 ngàn. Được 4 con. 4 con nha. Rồi con này là size L nè mấy chị. Mã số 1 size L dùm em. Áo dạ 6 ngàn cho Mai Phương. Áo dạ 6 ngàn cho Lê Anh Tuyết. Kim em mã số 1 hay là Quần Vinh nè. Quần Vinh giá trị luôn đó chị. Như cái quần vải chị 139 ngàn nha. Vinh Cô Ba nha. 139 ngàn Rinh Cô Ba nè, Cô Ba Rinh nè. Quần Rinh Cô Ba nha mấy chị nha. Bao nhiêu một cái quần vậy? À, 139 ngàn á hả? Số 1 cho chị à. Giang Bích. Một đó. Rồi mã số 2. Mã số 2 size S. Chị nào lấy cho em mã số 2 size S. Quần đẹp quá. Ôi mã số 2 size S. Size S nhưng mà 50kg mang vừa nha. Đẹp lắm luôn. Đẹp mà phải gọi là xuất sắc nha. Đẹp mà đẹp. Đẹp lắm luôn. Mã số 2 size S 50kg đủ lại mang ok. Cái này nha đẹp lắm. Số 2 size S cho Thu Trường.
ghi liền em mã số 3 size L giùm em. Mấy chị ơi, em không thể nào mà tìm một cái quần jean size S lục hết trong dây để like đâu mấy chị nha, mấy chị nha, nên là em like từ từ nha mấy chị nha. Chị nào chốt thì chốt nha, chứ không thể nào mà vì một cái quần jean đen size S mà mấy chị nói trời ơi buồn quá Hải ơi không có chốt được. Em đâu thể nào đi tìm được mấy chị, bây giờ hàng nó lộn xộn lắm mấy chị nha, mấy chị nha. Thế là mấy chị đợi em like nha mấy chị nha, chứ không thể nào mà lục tung lên để tìm một cái quần jean size S đâu mấy chị, quần jean đen size S đâu mấy chị nha. Coi chị lấy thì chốt đi giùm em mã máy ha. Mã 3. 3 size L giùm em. Mã số 4 size L giùm em. Kim em mã số 4 size L em có một con nè. Mã 4 size L nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã số 4 size L giùm em. Rồi cái này chốt liền em mã số 5 size 29 giùm em. Mã số 5 size 29 em có một con nè. Mã 5 size 29 mấy chị. Chốt liền em mã số 5 size 29 coi dễ nha mấy chị. Mã 5 size 29 luôn cho em. 4 cho Liên Hoàng. Rồi cái này chốt liền em. Mấy lần mã này? 5. Mã này mã này. Mã này mã này. Mã này mã này. Rồi cái này ghi liền em mã số 6 size 29 luôn mấy chị. Mã số 6 size 29. Vừa nó bấm mở đi mã số mấy này. Quay cho. 4. Rồi cái này chốt liền em mã số 6 size 29. Cái cái bìa nó là mã số 4 đúng không? Ông số này bấm bìa ra rồi. Chưa mà. Rồi ghi liền em mã số 6 size 29 luôn này mấy chị, màu đen. Số 5 cho Lê Anh. Thấy chi chồm nha. Rồi ghi liền em mã số 7 size 29 luôn mấy chị. Mã 7 size 29 ha. Giờ lấy chốt tìm em mã số 7 size 29. 6 chị Hồng là TT. Rồi ghi liền em mã số 7 size 29 em có cho mình được một con này. Mã 7 size 29 nha. Rồi ghi liền em mã số 8 nè. Mã số 8 size 28. Mã 8 size 28 này mấy chị. 7 chân thì hề. Mã 8 size 28. Rồi cái này ghi liền em ha. Ghi liền em mã số 9 size 26. Mã số 9 size 26 em có một con nữa mấy chị. Rồi ghi liền em ha. Mã số 9 size 26 một con duy nhất. Mã 9 size 26 một con. Rồi ghi liền em mã số 8 10. Thì chúc trang. Mã số 10 size 26 luôn. Mã 10 size 26 quần này đẹp mấy chị. Mã 10 size 26 giùm. Chúc em mã số 10 size 26 luôn. Mã 10 size 26 giùm cho em. Chốt vì em mã số 10 size 26. Ok chị nha. Rồi ghi liền em mã số 10 size 26 giùm. Rồi ghi liền em mã 11 size 26. Chính cho Tường Vy. Rồi ghi liền em mã 11 size 26 luôn. Mã 11 size 26 em có một con rồi mấy chị. Mã 11 size 26 quần rinh nhũ giùm cho em. Ghi liền em mã 11 size 26 này một con. 10 cho Thảo Nguyên. Rồi ghi liền em mã 12 size 28 nha. Mã 12 size 28. Mấy quần này đẹp lắm mấy chị, tranh thủ chốt nha. Mười một cho Minh Lê. Rồi cái này chốt liền em mã 13 size L. Trời nó đẹp mấy chị ơi, không thể diễn tả được luôn ấy. Đẹp lắm nè, đẹp không? Ui 13 size L đúng không? 12 size 8 nhanh hàng à. 13 size L đẹp quá. 13 cho Minh Hồng. Một đêm hết cho em còn nữa. Hả? Đẹp quá mấy chị ơi, giờ là toàn quần jean đẹp không đó. Mấy chị tranh thủ chốt nha, còn đây nữa là hết rồi.
Rồi cái này chốt liền em mã số 1 size L. Nè, kèm không mấy chị. Mã 1 size L nha. Dáng bui, màu quần này mang sướng lắm luôn. Chị liền em mã số 1 size L, chị thấy chi trần á em, nhưng mà bữa nay màng của em bị chậm á. Màng bị chậm á, chậm lắm luôn. Tại vì là hãy lên mà tới hãy thấy là chị không mình tới 5 6 người á, khỏe lắm. Rồi lên giùm em mã số 1 size L giùm em. Hai nguyên lóc size L luôn. Mã số 2 size L dùng cho em. Số 1 có chi tròn. Rồi ghi liền em mã số 2 size L dùng em. Mã 2 size L dùng cho em ha. Ghi liền em mã số 2 size L này. Mấy cái quần này các bạn phải chốt liền nha. Nhất là các bạn nào mặc size L này kia thì nên mua mấy cái quần dáng này ha, đẹp lắm. Rồi ghi liền em mã số 2 size M dùng em. Mã 2 size M dáng bôi nè. Mã 2 dùng em. Số 2 à, mã 3 size M dùng em. Rồi cái này chốt liền. Số 2 nhiều em. Mã 3 size M dùm em, chốt em mã số 3 size M. Rồi mã số 4 size L dùm em, chốt em mã số 4 size L, quần đẹp quá. Rồi chốt liền em mã số 4 size L dùm em. Chốt bôi là đẹp luôn. 139 ngàn nha chị. 139 ngàn nha chị ơi. Số cho Nguyễn Như Thủy. Để đưa tiền cho hắn kia. Rồi, mấy chiếc. Số Nguyễn Như Thủy rồi hả? Rồi cái này ghi liền em mã số 5 size L này. Mã 5 size L này mấy chị, quần ống sung vừa này. Sung vừa ha, mã số 5 size L dùm cho em. Chốt liền em mã số 5 size L. Rồi mã số 6 size L. Ghi em mã số 6 size L, dáng bôi màu đen. Gì chứ màu đen này em. 5 cho Vĩnh Trâm thiệt luôn ấy, tại vì đa số khách của em mấy bạn mặc quần size cũng size to kìa, thật sự luôn ấy. Em về mấy cái size này em sướng lắm, tại vì em được phục vụ cho nhiều bạn ấy. Tại vì còn lại mấy bạn để ý, em về bán quần jean nguyên ri cũng vậy á, đa số em sẽ chốt được là size M với size L thôi. Thường thường là size S nó hay bị rớt lại á mấy chị, nhưng mà hơn là cái thường thường là cái hàng lẻ size như thế này, thường thường là người ta size S nhiều quá. Nhưng mà em rất là hơn luôn, em ôm được toàn là size lớn để cho mấy chị chốt không mà nói. Rồi ghi liền em mã số 7 size L này. Mã 7 size L này. Chốt liền em mã số 7 size L. 6 Trần Dương. Mã 7 này là dáng của nó là dáng sung ha. Mã 7 dùm em sung vừa. Rồi mã số 8 size 29 này mấy chị này. Mã số 8 size 29 này. Có cho mấy chị một quần này. Rồi, 7 cho Ngọc Huyền Nguyễn. Mã số 8 size 29 ha. Chờ lấy chút em mã số 8 size 29 này. Tám cho Võ Hồng Hiếu. Và quần này em có cho mình được size 27, 28, 29 này. Chờ lấy thì chốt liền em mã số 11 luôn em. 9. Mã số 9 kèm size 27, 28, 29 này. 27, 28, 29 chốt liền em mã số 9 dùng cho em. Quần này co giãn rất là sướng luôn. Và màu quần rất là đẹp nha, màu quần đẹp lắm luôn. Cái này có cho mình được 3 con 3 size 27, 28, 29. Mấy chị lên dùm em mã 11 kèm size dùm em. 11 kèm size nha. Chốt liền em mã 11 kèm size 27, 28, 29, 11. 29 là mã 11. Ủa em đọc mã mấy? Đọc hơi mỏ. Ủa mã 9 là mấy chị? Lên mã 9 đi mấy chị, em quên mất tiêu rồi. Mã 9 kèm size đi mấy chị. Mã 9 mấy chị nghe. Mã 9, mã 9. Chính xe 7 Diễm Phúc. Rồi cái này ghi liền em mã số 1 dùm em. Mã 1 kèm size, mã 1 size L. Mã 1 size 29 dùm em. Mã 1 size 29. Chốt liền em mã số 1 size 29. Mã 9 size 8 Dương Diễm. Mã 9 em còn một con size 9. Cái gì Nguyễn Quyên chị ạ. Mã 9, mã 11 kiểm như nhau mấy chị. Rồi cái này chốt lại dùm em mã số 1. Mã 1 này là size 29 dùm em. Chốt liền em mã số 1 size 29 một con. Mã 1 size 29. Mã số 2 size 26 đi. Đẹp chưa mấy chị, màu đen tối.
Rồi mã số 2 size 20. Một size chính là chị tròn. Rồi cái này ghi liền em mã số 2 này mấy chị. Mã số 2 size 26 có con. Mã số 2 size 26 một con. Mã số 3 size 27 này. Chốt liền em mã số 3 size 27. Mấy màu này đẹp lắm luôn. Mấy màu quần cũng đẹp quá. Mã số 3 size 27. Số 2 cho Lê Thu Huyền. Rồi cái này chốt liền em mã số 3 size 27 này. Có con. Mã 3 size 27. Rồi mã số 4 size 28. Mã 4 size 28 quần đẹp chưa? Số 3 cho Tuyết Hà. Rồi cái này chốt liền em mã số 4 size 28 nè, đẹp không ấy. Mã 4 size 28 dùm nè. Rồi cái này chốt liền em mã số 5 size 28 luôn. Mã 5 size 28 có con luôn nè. Mã 5 size 28 nha mấy chị nha. Chốt liền em mã số 5 size 28, tranh thủ mua bữa đi mặc đi luôn. Xuống cho Quỳnh Như sao vậy vậy? Mã 5 size 28. Năm cho Thảo My. Rồi cái này chốt liền em mã số 6, em có size 20. Mã số 6 27 29 ha. Ghi liền em mã số 6 27 29 nè, đẹp không mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt liền em mã số 7. Mã 7 ha. 6. Mã số 6 giùm em 27 29 nè. Mã số 6 mấy chị 27 29 nè. 27 29 ha. Sáu size 27 cho Thông Nguyên. Rồi cái này quay lại mã số 1 size 28 giùm em. Kim em mã số 1 size 28 em có một con. 6 size 29 cho chị à. Kim em mã số 1 size 28. 61 size 28 có một con. Rồi cái kim em mã số 2 size 29. Mã 2 size 29 em có một con. Mã số 2 size 29 giùm em. Chốt liền em mã số 2 size 29 còn bao nhiêu nguyên nhân nữa. Rồi cái liền em mã giùm em. Cái liền em. Số 1 cho Thông Nguyên. Ghi liền em mã số 2 size 29 giùm em. Giờ là toàn là đẹp mà size cho mấy chị hơi bị VIP luôn ấy. Mã số 3 size 29 luôn. Trời ơi, đẹp quá luôn. Số 2 Tuyết Mai. Nói sao đây, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mã số 3 size 29 giùm em. Đẹp quá trái luôn. Đây cái liềm em nãy giờ mẫu lẻ chứ mẫu gì em, nãy giờ cũng mẫu lẻ không mà chứ em tên này không biết gì đâu mẫu lẻ à. Đi làm thế này cũng lẻ đúng là. Rồi cái này ghi liềm em mã dùng cho số 3 cho Thảo My. Ghi liềm em mã số 4 size 29 dùng cho. Chốt liềm em mã số 4 size 29 em có một con. Mã 4 size 29. Rồi mã 5 size 29 luôn. Chốt liềm em mã số 5 size 29 mấy chị. Mã 5 size 29 coi giãn cho mình. Mấy cái quần rinh này mang xuống mấy chị. Rồi chị lấy chốt liền em. Số 4 gì ăn bích. Mã 5. Rồi ghi liền em mã số 6 size 29 luôn. Mã số 6 size 29. Đẹp lắm. 5 cho Hằng Phúc. Mấy chị đẹp không? Mã số 6 size 29 đúng giá luôn. Mã số 7 size L. 6 cho Mignon. Mã số 7 size L dùm cho em. Đẹp không mấy chị? Mã 7 size L này mấy chị. Ghi liền em mã số 7 size L dùm cho em. Chốt liền em mã số 7 size L. Mã số 8 size L luôn. Trời ơi quần đẹp quá mấy chị ơi. Mấy chị tranh thủ chốt nha. Đẹp lắm luôn ấy. Rồi ghi liền em mã dùm em nè. 7 cho Nguyễn Ngọc Thiện. Mã số 8 size L nè. Trời ơi cái quần mà nó đẹp thật luôn ấy bạn ơi. Mã số 9 size L luôn nè. Trời ơi cái quần đó chị. Tám cho Thảo My. Mã số 9 size L ống len nè. Chốt liền em mã số 9 size L ống len nè.
Rồi mã số 10 size L luôn, không dáng bôi mà. Em mấy chị. Rồi ghi liền em mã nè mấy chị. Chính cho lên tí. Rồi cái này chốt liền em mã số 10. Mã số 10 size L nha. Rồi mã 11 size 29 nè mấy chị. Mã 11 size 29 nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Chị nào size 29 là cố gắng nha, chốt cho được chục cái vì mang cho nó sướng. Ta ngồi mua chỉ được có 3 cái thôi, bây giờ mua được 10 cái luôn cho nó sướng. 10 với Trần Lanh. Rồi cái liềm em mã 11 size 29 nè. Mã 11 size 29 nè, chốt liềm em mã 11. Rồi mã 12 size 27 nè. Mã 12 size 27 dùm cho em. Chốt liền em mã 12 size 27 nè. 12 size 27. 11 chốt Bích Đoan. Giúp em ạ. Cái thảo mi 13 size 29 dùm cho em. Chốt liền em mã 13 size 29. 13 size 29 nha. Cái quần này mấy chị biết sao? Nó co giãn rất là tốt luôn mấy chị nhìn. Cái phôn quần nó nhỏ ấy. Cái phôn quần như thế này mấy bạn mặc lên bạn mới thấy cảm giác đẹp nha. Đẹp lắm luôn á. Nên nó co giãn cho mấy chị. Co giãn nha mấy chị nha. Phôn quần mặc lên rất là đỉnh luôn. Vì sao bạn ghiền quần cô ba là như vậy nha mấy chị nha. 13 cho chi tròn. Rồi cái này chốt liền em mã 14 size 29 nè. 14 size 29 em có một con nè. Ghi liền em mã 14 size 29, một con duy nhất mã 14 size 29. Mười lăm size 29, trời ơi màu đen. 14 như thảo mi. 15 size 29 dùng cho em. Đẹp quá mấy chị ơi, nhìn nè, nhìn cái quần. 139 ngàn mấy chị nhỉ. Rồi ghi liền em mã 15 size 29 dùng cho em. Trời ơi, nhìn cái quần mà ghiền luôn á mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mã 15 size 29 này mấy chị nè. 15 size 29 cho mấy chị yêu nha. Chốt liền em mã 15 gì nè. 15 size 29 dùng đi. Rồi cái này ghi liền em mã 16 size 29 luôn, đẹp không? 15 16. Trang Đinh. Rồi ghi liền em mã 16 size 29 nè. Màu đen này. 16 size 29 một con. 17 size 28 một con. Đẹp quá. 17 size 28. 16 cho Lương Nguyễn. Rồi ghi liền em mã 17 size 28 co giãn nè mấy chị. Sướng không? Sướng không? Vâng mấy chị. Kim em mã 17 cho Tuyết Trinh. 18 size 29 dùng cho em. Chúc em mã 18 size 29 đi. 18 size 29 một con mấy chị. Lên dùng cho em ha. Ghi liền em mã 18 size 29. Rồi cái này ghi liền em mã 19 size M. Giờ mấy bạn nào 8 thì thấm. Giờ mấy chị nào ở lại là bấm là xuống phát một luôn. Mà toàn size to không nữa sướng. Rồi cái này ghi liền em mã mấy. Mã 19 size M giùm em. 19 size M dùng cho em ha. Đẹp không mấy chị? 19 size M ha. Chị lấy chút em mã 19 size M. 19 cho Hoàng Bích ai? 20 size L dùm cho em. Đẹp quá mấy chị ơi. 20 dùm em. Rồi ghi liền em mã 20 size M dùm cho em. 20 size M ha. Chị lấy chút liền em mã 20 size M có con. À 20 size L. 20 size L á. 21
size M, 21 size M 270 nè mấy chị. Giá nhập 270. 20 cho chi tròn. 21 nha, size M. Kim em mà 21 size M giùm em. 21 size M giá nhập là 270 nè mấy chị. Mình mua có 139.000 à, rất là rẻ luôn á. Mà còn được mấy bạn còn được size to nữa nha, toàn size to không muốn là sướng luôn. Tranh thủ có được thì bán quần size to nhiều quá nên là các bạn tranh thủ chốt ha. Mã mấy lên? 21 cho Phan Duyên. Rồi 22 size L luôn mấy chị. 22 size L ha. Rồi lấy chốt liền em mã 22 size L nè mấy chị. 22 size L dùng cho em. Chốt liền em mã 22 size L, em có cho mình được con. 22 size L nha, đẹp không mấy chị? 22 size L nha. Tương tác lên mấy chị ơi, thả like dùng cho em với, để em ráng em like hết quần cho mấy chị. Rồi cái này em có nguyên VSML. Rồi cái này em có nguyên VSML. Trần Thanh 23 SML luôn mấy chị. Ghi liền em mã 23 kèm size SML. 23 này là quần ống lê nha. 23 là quần ống lê ha. Size S, size M, size L. Giờ lấy chốt đi nha. Bạn nào lấy nguyên ri thì chốt luôn hè. 23 kèm size SML. Em đang cầm size S nè. Nó lưng chung nè. À quên, nó co giãn nha. Quần ống lê 23 kèm size SML dùng cho em. 23 kèm size SML ống lê. 24 size L nè mấy chị. 23 hết cho Phạm Tiết Anh. 24 size M. Giờ lấy trước em mã 24 size M dùng đi. Một con, một con quần rất là đẹp luôn. Một con quần ống lê. Rồi ghi em mã 24 size 23 L cho Trần Dương. 24 size M. 24 size M quần ống lê đẹp lắm. Kim em mã 24 size M dùm cho em. 23M cho Trần Duyên. 24 cho Ly mua sang Nguyễn. Rồi ghi liền em mã 25. 25 em có đủ size từ size 26 cho tới size 29 luôn. Đây 25 đẹp không mấy chị? Màu đẹp lắm luôn. Đấy coi cái màu này phải cái màu này. Không, cái này nó bị lỗi nha. Nó không có size 26 ha, cái này dịch mà nó không mặc được. Rồi cái này ghi liền em mã 25 kèm size 27, 27, 28, 29 ha. Chiều lấy thì chốt liền em. Ghi liền em mã này là mã 2 mấy anh? 25 kèm size giùm em. 25 kèm size nha. 27, 28, 29 giùm cho. Ghi liền em mã giùm em. 25 kèm size 27, 28, 29 ha. 25 kèm size này giúp em ạ. Chị nào mà 25C8 cho Quỳnh Như. Chiếc này bà nào xem la là không bỏ công ấy. Chị xe to là không bỏ công ấy. Cái liền em mã số 1. Mã số 1 sao 29 nè. Bà nào bán sốt kìa. Mà biết rồi, nào cũng bán xe to. 25C9 cho Mai Khanh. Thì đánh thủ chốt. Mã 1 nè. Sao 29 nè. 25C7 cho chị Hạ Lê. Mã 1 sao 29. Chờ lấy chốt liền đi. Ghi liền em mã số 1 size 29 thì 1 size 29 ha. Số 1 cho Hàng Bảo Ngân. Rồi lên dùng cho em mã này là mã số 2 size M. Này mấy chị. Mà con quần này là mua toàn 300 mấy nghìn không. Ra chiều lấy thì chốt đi giùm em. Form dài đẹp lắm luôn. Ra chốt đi giùm em mã này mấy chị. Rồi chốt liền em mã số 2 size M giùm em.
Mã số 2 size M nha. Mã 2 size M, mấy cái đơn này là khách mới là tới thứ tới chủ nhật nhà em mới gọi chốt đơn nha. Nên là bạn nào khách mới bạn lưu ý giùm em để tầm khoảng bên em gọi chốt đơn từ 1 giờ cho tới 10 giờ tối ha. Nên bạn canh điện thoại để nghe chỗ chốt đơn ha. Mấy bạn khách mới nha, còn khách cũ thì bên em gửi về địa chỉ cũ cho mình thôi, không cần phải đợi nha. Rồi ghi liền em mã số 3 size L giùm em nè. Mã 3 size L quần ống sung nè mấy chị, đẹp chưa mấy chị. Rồi ghi liền em mã số 3 size L giùm cho em. Mã 3 size L nè. 3 size L đợi xíu nha mấy chị đó. Đẹp sắc, đẹp quá trời đẹp. Ba size L đợi xíu nha mấy chị. Ôi đợi vương vô đã. Giờ mấy bạn thấy toàn màu trên mẹ không? Thấy rồi đó. Trời, toàn cái màu quần xinh đúng giá luôn trời. Mà máy đi. Mã số 2 này, này, này. Mã số 2. Mã số 2 size M. Số 2 chứ Lê Mô Sa Nguyễn á. Rồi số 3 size L. Mã số 4 size M. 40 giùm em. Chúc em mã số 4 size M đẹp không? Màu quần cũng đẹp mấy chị hề. Ba size L chứ Thư Thiên. 4 giùm em, 4 size M giùm em. 4 đẹp quá trời đẹp. Mã 5 size M. Cho em mã số 5 size M giùm em. Dán đôi. Mã 5 size M giùm cho em. Giờ lấy chốt liền em mã số 5 size M. Số 4 cho Phường Võ. Rồi cái này chốt liền em mã số 5 size M giùm cho anh ta bao nhiêu. Mã số 5 size M giùm em. Chốt liền em mã số 5 size M, em có một. Mã số 6 size M này. Rồi chốt liền em mã số 6 size M. Bao nhiêu hồi đi? Hử? Nhiều hồi đi. Rồi ghi liền em mã số 6. Bốn rưỡi, bốn trăm. Đây quần vinh này, một khách nữa. Mấy rồi? 6. Số 5 rồi. Mã 5 6 Như Ngọc Huỳnh. Mã 5 sao sao không chốt. Thiệt tình mấy người. Chén bô này đẹp lắm luôn á. Siêu đẹp nha mấy chị. Chén bô này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Mã số 5 này. Rồi cái này là giống quần hải mang nè mấy chị. Giống hộp luôn. Tan á. Số 5 lúc nãy chứ Trần Thị Thu. Tại cái này là hãy có size S, size M, size L nè. Giờ lấy kèm size vô. Hồi thải mang luôn, không sai gì hết luôn. Tại vì cái này là anh lịch đó. Chứ nó vẫn có theo hoa cúc ở đây. Theo hoa cúc ở đây nha. Giờ thải mang size S nó vẫn bị rộng á. Rồi chờ lấy thì chốt đi giùm em mã số 7 lên size giùm em. Size S, size M, size L ha. Chờ lấy thì chốt đi giùm em mã số 7 kèm size SML giùm cho. Mã 7 kèm size SML nha. Mã 7 này đẹp lắm luôn á mấy chị. Mỗi thứ có một size thôi. 7 kèm size SML giùm cho. Ghi liền em mã số 7 kèm size SML. Số 7 kèm size SML là giúp em ạ. Rồi ghi mấy số 7 SML cho chị Trần. Mã số 8 size S quần ống lê nè mấy chị. Mã số 8 size S quần ống lê. Quần ống lê nhưng mà quần ống lê dáng dài đó mấy chị. Quần ống lê dáng dài nha, đẹp lắm. Rồi cái này chốt liền em mã số 8 size S giùm em. Phải mời cho Mỹ Phúc. Không có một bạn nào chốt size S luôn á. Mà số 8 size S quần ống lê. Số
Số 7 em chỉ còn một con xé thôi mà chị ơi, lên mã số 8 xé giúp em cho Lê Hùng. Rồi mã số 9 size L. Mã 9 size L đẹp chưa? Rồi cái liềm em mã số 9 size L thả tim đi mấy chị ơi, tương tác lên để đông đông người xem, hãy còn like quần cho mấy chị tiếp nè. Nha, ráng like hết luôn để mấy chị tranh thủ chốt ha. Chứ lúc nào đầu like cũng không chốt được á mấy chị, thật sự luôn á. Bây giờ toàn là khách quen của em không á, nên là các bạn ráng chốt nha. Ví dụ như sáng mai em like cũng vậy, ca sáng, ca trưa gì nữa, đầu like nó cũng đông á, mình không có chốt được á mấy chị. Chứ không sao hết á. Tại vì em không thể đợi được ai được á, thì nào chị nào lên trước. Chính gì hồng là tê tê. Chị nào lên trước thì em chốt thôi á mấy chị. Em mới chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã số 10 giùm em size S nha. Mã 10 size S nhãn bôi nè. Ghi liền em mã số 10 size S nè. Mã 10 size S nha. Chốt liền em mã số 10 size S có con nè. Mã 10 size S nhãn bôi này đẹp nè. Giờ lấy chốt liền em mã số 10. Rồi ghi liền em mã 11 size L. 11 size L ống sung vừa nè. Rồi ghi liền em mã 11 size L ống sung vừa giùm. Mời cho Hương pha. Rồi cái này chốt liền em mã 11 size L nè. 11 size L nha, 11 size L này form quần rất là đẹp nha, form quần xung vừa. Xung vừa nha mấy chị nha, 139 nha mấy chị ơi. Tròn. Rồi ghi em mã 12 size M nè mấy chị. 12 size M quần này mà không chốt là sai lầm đó mấy chị, tại vì rất là đẹp luôn. 12 cm dùm cho chị lắm. Mấy chị đi mấy cái dán bôi như thế này mình mua rất là cao nha. Toàn hàng hot girl bán 300-400 ngàn một cái quần không đó, không có rẻ hơn đâu mấy chị. Rất là đẹp luôn á. Mã mấy em? 12 cm dùm cho. Ghi em mã 12 cm giờ còn ít người các bạn bán chốt đi. Rồi cái này chốt dùm em mã 13 cm dùm em nè. 12 chút cầm. 13 cm dùm cho. Chốt liền em mã 13 CL coi dễ nha, chị không mấy chị. Rồi ghi liền em mã 13 CL nè. 13 CL nha. Lên giùm em mã 13 CL. Rồi ghi liền em mã 14 CL luôn, đẹp quá luôn á trời. Trung vừa nè. 14 CL giùm chị. Cái quá trái luôn, luôn. Toàn là giờ toàn là đẹp. 13 Nhân Linh Nguyễn 563. Giờ là toàn hàng đẹp không đó mấy chị. 14 CL giùm em nói 10 mẫu là đẹp 10 hết trơn á, không có cái nào mà gọi là xấu luôn á nha. 14 CL giùm em. Không le, thấy không? Mã mấy? Mã mấy 15 rồi. 15 giùm em. 15 CL giùm em. 15 CL. 14 cho sĩ Nguyễn Thị. 15 CL ống le giùm em, chốt em mã 15 giùm em. Bây giờ các bạn chỉ việc chốt thôi, hàng đẹp lắm luôn. Rồi giống hồi phải mang luôn, nhưng mà màu đen. Màu đen khối rất là đẹp luôn. Đen khối nha. Nè, đẹp không? Siêu đẹp luôn nha, mấy tình yêu nha. SML, giờ lấy thì chốt liền em. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em nè mấy chị nè. Cái này em có size cho mấy chị là size SML nha. Có đúng 1 ri thôi. 15 chế độ mỹ lệ. Ghi liền em mã 16 kèm size SML dùm cho. Dán bôi nha, màu đen này đẹp nè mấy chị nè. Dán bôi chút em mã 16 kèm size SML, đẹp lắm. Lấy con này nè mấy chị. Ghi liền em mã 16 kèm size SML giùm mấy chị. Đẹp kia. Mười sáu S chưa Hương Phan. Rồi cái này chốt liền em mã 17 SML luôn. 17 kèm size SML, dán bôi đẹp không mấy chị? 16L cho Nguyễn Phương. Rồi cái này chốt liền em mã 17 kèm size SML luôn mấy chị. 17 kèm size SML này, đẹp lắm luôn á trời. Trời coi là quần jean đẹp không đó mấy chị nè. 17 SML đẹp. 16 em còn một con CM mấy chị ơi. 16 em còn một con CM mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã 18 size L, còn một con 18 size L.
À, còn một con 17 CL nè. Con 17 CL cho bé em pha. Còn một con CL nữa nè mấy chị. 17 CM cho Phương Yến. Rồi cái này chốt liền em mã số 1 đi mấy chị, mã số 1 CL. Cái này lúc nãy chị nào không chốt được. Mã số 1 CL mấy chị. Mã 1 CL này là quần dáng của nó là dáng đôi nhưng mà rất là đẹp luôn. Đôi hai phi nè các bạn. Mã số 1 CL. Nãy giờ em like con này cũng nhiều mấy chị. Em còn mã 17 đúng không? Em còn mã 17 CL á, bạn nào lấy cho. Kim em mã số 1 CL. Rồi mã số 2 CS giùm em. Chúc em mã số 1 tới Trần Nguyễn Phương. Rồi ghi liền em mã số 2 CS này, nhớ không lầm là bao nhiêu mấy chị hè? Em ôm nguyên đi là hàng 189 đúng không? 189 á. Anh đọc mã mấy nha. Rồi ghi liền em mã số 2 CS giùm em. Mã 2 CS, bạn nào biết cái quần này cũng biết nha. 180 mấy nghìn con nữa. Chú này ôm. 2 cho Mai Phương. Rồi mã số 3 CL giùm em. Chốt liền em mã số 3 CL. Trời ơi nó đẹp. Đẹp quá luôn á. Mã 3 CL nha. Bà nào mặc CL là phải quốc liền nha. Mai Phương em bán ra số CS. Rồi mã số 4 CM giùm em. Chốt em mã số 4 CM ống loe. Mã 4 CM ống loe ha. Rồi lấy chốt đi em mã số 4 CM. Mã 4 CM giùm em. Ống loe giùm em. Ống loe mã 4 em mới chịu nha. Rồi lấy chốt đi em mã số 4 này mới chịu. Mã 4 giùm cho em ha. CM lần đầu tiên em bán mà rất CL đó mới chịu. Mã 5 CS giùm em. Số 4 cho Ngọc Hà. Rồi cái này chốt đi em mã số 5 CS này. Mã 5 CS, mã 5 CS là quần ống sung vừa nha. Rồi ghi liền em mã số 5 CS này, ống sung vừa này mấy chị. Rồi mã số 6 giùm em CS luôn. Trời ơi chốt liền em mã số 6 CS quần ống len. Mã số 6 CS quần ống len. Lấy chốt liền em. 5 chốt cầm. Rồi ghi liền em mã số 6. Rồi ghi liền em mã số 7 luôn mấy chị. Mã số 7 size S luôn nè. Mã số 7 size S của ống len luôn. 7S nha. Chốt liền em mã 7S của ống len. 7S của ống len. 6 cho Phạm Tiết con. Mã 7 của ống len size S. Rồi mã số 8 size 27 này mấy chị. Mã số 8 size 27 quần đẹp chưa? Ôi. 7 cho Lê Hùng. Rồi cái này chốt liền em mã số 8 size 27. Mã số 8 size 27 nha. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Ôi, đẹp lắm nha. Rồi ghi liền em mã số 8 size 27. Mã số 9 size 28. Ghi mê mã số 9 size 28. 8 cho Lê Thùy. Mã số 9 size 28 này là quần rinh lưng cao nha. Quần rinh hai khuy dùm em. Quần rinh giấy nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mã số 9 size 28 nha. Mã số 9 size 28 nha. Một con nè. Rồi cái này ghi liền em mã số 10 size 28 luôn. Mã 10 size 28 nè. Đẹp chưa mấy chị. Mã 10 size 28 nha. Cho lấy chốt liền em mã số 10 size 28 có con. Mã 10 size 28 quần này đẹp lắm. Nhìn mấy chị này. Nhìn cái màu quần này bạn đủ biết là cái quần này rất là xịn luôn. Nhìn tái nè. 9 cho Thành Hana. Rồi ghi liền em mã số 10 dùm cho. Mã 10 size 28 có con này mấy chị này. Quần này đẹp lắm. Rồi ghi em mã 11 size 27 nè. 11 size 27 chờ lấy chốt thì em mã 10 cho Quỳnh Anh. 11 size 27 có con này. Quần này mặc đi làm sướng lắm nha. Rồi ghi liền em mã 11 size 27 dùm cho.
11 sang 17 một con. Rồi 12 sang 29 nha mấy chị. Trời ơi. Rồi cái liềm em mã 12 sang 29 có con. 12 sang 29 giùm chị. 11 cho Dương Diễm. Rồi cái này chốt liềm em mã 12 sang 29 một con. 12 sang 29 giùm cho em, chốt em mã 12 nè. Wow, 13 sang 29. Quá trái đẹp đẹp. Màu đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. 12 với chồng Bảo Như. Nè. Đẹp không, đẹp không mấy chị ơi. 13 size 29 dùng cho em, rất liền mấy chị ơi. Size 29 là để liền nha. 14 size 28. Chúc em mã 14 size 28 nè. 14 size 28 một con nè. Càng lấy chúc em mã 14. 13 cho Bo Trần. 14 size 28 một con. Ghi liềm em mã 14 nha. Để bài phần cái tay nhỏ cũng đúng không? Để em biết em làm gì. Rồi ghi liềm em mã 14 cho Hà Lê. 15 size L. Thì không mấy chị. Nhìn cái quần dáng bôi mà màu đen này, đúng dế luôn. 15 size L dùm cho em. 15 size L nha, một con nha, đẹp không mấy chị. Quá trời đẹp luôn. 15 size L nha, một con. Chúc em mã 15 size L. Rồi 16 size M dùm em. Chúc em mã 16 size M này. 16 size M này nè, hơi bị dế luôn. 15 chị Hồng là TT. Đây này mấy chị này. Chị thấy không? Cái đai quần 16 size M dùm cho. Chị lấy chốt vì em mã 16 size M có con. Ok chị nha. Rồi cái liềm em mã 17 size L. 139 ngàn mấy chị. 17 dùm cho em, size L dùm cho em. Chốt liềm em mã 17 size L. 17 nha mấy chị nha. 16 size M đẹp lắm mấy chị. Quần đó quần hai khuy nút á. Hai khuy nút kiểu á. Chị lấy chốt liềm em. Rồi cái này chốt liềm em mã dùm cho. Chén bôi nha. Size L, 17 size L dùm cho. Dược 5 con trên rồi chị Trần Duyên. 17 size L nè. Rồi 18 size L luôn. Chốt thì thôi mấy chị. 7 Thoa Nguyễn. 18 size L dùm cho. Chốt thì em mã 18 size L, có mấy quần đẹp lắm chán đâu. Tám size L lên giúp em đi ạ. 19. Thế mới mà anh số điện thoại lên giúp em bây giờ 18 cho Phan Phương. 19 size 28. Rồi chị lấy chốt liền em mã 19 size 28. 19 size 28 dùm cho em coi vậy em. Rồi chị lấy chốt liền em mã 19 size 28 có coi nha. 20 size 29 nè. 20 size 29 nha. Chốt liền em mã 20 size 29 nè. 19 size 28. 20. 20 này là size 29 nha. Để lấy chốt liền. 20 size 29 nha. Cái giá liền rất lắm luôn. 20 là với em cho Nguyễn Phương. 20. Cuối cùng cũng là size lớn hơn đúng không mấy chị? Rồi 21 size 29 luôn. 21 size 29 ha. Chờ lấy chốt liền em mã 21 nha. 21 size 29 ha. Bạn nào lấy thì chốt liền em mã 21 size 29. Mấy cái màu quần đẹp lắm luôn. Mấy cái quần mà mấy cái màu mấy bạn đi làm công sở này kia nè. Đi làm mặc sướng này đây nè, coi vậy em. Đây nha. 21 size 29 giùm em. Bạn lấy chốt em mã 21. 22 size 29 luôn nè. Trời, mấy cái màu quần đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Này. Màu quần mà đúng đỉnh luôn á.
21 cho Thoa Nguyễn. 22 dùm em, sao 29 nè, thôi để dưới này mấy chị. Mã 22 giúp em đi ạ. Rồi ghi dùm em mã 23 size L. 23 size 27. Mã số 1 đi, size 27 nè. 22 cho Trần Lanh. Mã 1 size 27 nha, chờ lấy chút dùm em mã số 1 size 27 dùm em nha. Mã 1 size 27 nha, chờ lấy chút dùm em mã số 1 size 27 nha. Mã 1 size 27 quần jean này tất cả là quần jean lưng cao hết, trên rốn hết nha mấy tình yêu nha. Trên rốn hết luôn. Nhé. Rất là chuẩn cho mấy triệu nha. Size 27 em có đúng một con, mã số 1 size 27. Con size 27 cho Quỳnh Như. Rồi cái này chốt liền em mã số 2 size 31. Mã số 2 size 31 em có một con. Rồi lấy chốt liền em mã số 2 size 31. Mã số 2 size 31 nha, một con duy nhất, thì nào mua cho mẹ thì mua nè. Rồi ghi liền em mã số 3 size 28. Mã số 3 size 28 nè. Rồi lấy chốt liền em mã số 3 size 28. Số 2 cho bé em pha. Rồi ghi liền em mã số 3 size 28 có con. Mã 3 size 28. Rồi mã số 4 size 29. Ghi em mã số 4 size 29 dùng cho em. Mã 4 size 29 nè. Đẹp ô là đẹp như thế này để mấy chị ơi, siêu đẹp luôn á. Bây giờ thì chốt nha mấy chị nha. Mã số 4 size 29 nè. Số 3 cho Quỳnh Anh. Mấy chị nhìn cái màu quần jean là mấy chị ghiền luôn á, thật sự luôn, cầm trên tay mấy cái màu quần jean đẹp lắm luôn. Ghiền cái tóc luôn. Mã 4 thì mình size mấy chị. Mã số 5 size M. Chúc em mã số 5 size M dùm cho. Quần jean ống sụp mã 5 size M đúng giá luôn. Quần này là siêu hot chân nha, mã 5 size M luôn. 5 size. Chị Ngọc lập đoàn em không thấy chị lên mã nào luôn á chị ơi, em số 4 cho Trần Linh. Rồi cái này ghi liền em mã dùm cho em nè. Ghi liền em mã này là mã số 5 size M quần ống sụp. Cái hạt đứng dưới đây là nó lết nè. Đẹp lắm. Mã số 6 size S. Số 5 cho Thảo Lê. Mã số 6 size S quần ống lê tiểu nè. Ghi mê mã số 6 size S có con. Mã số 6 size S. Mã số 7 size L. Chốt liền mê mã số 7 size L. Trời ơi nó đẹp như thế này đây mấy chị ơi. Đẹp quá đáng thật chứ. Mã số 6 size S. Mã số 7 size 6 tóc xinh. Mã số 7 size L. Đẹp quá đáng không? Màu đẹp nè. Kiểu cũng đẹp lắm nè. Xuất sắc luôn. Rồi mã số 8 size L luôn. Trời ơi. Cái này là bình thường đi mua toàn 200 300 mấy 380 đây mấy chị. Quần lên lưng cao, quần lên là vậy size L thì tròn. Lưng cao nha, nhưng mà dài hết chân nữa nè. Thấy như mấy chị hiểu nha. Chờ lấy thì chốt đi giùm nè. Ghi liền em mã này là mã số 7 ha. 8. Mã số 8. Size L. Tới nhỏ gái. Rồi ghi liền em mã số 10 quần ống lê size M. Mã số 10 nha. Chốt liền em mã số 10 quần ống lê size M giùm em. Mã 10 ống lê size M nè. Đó bà nào thích lê thì chốt liền nha. Mã 10 size M quần ống lê. Mã 10 cho đổ mê lệ. Mã 11 size S dáng bôi. Quần này hơi bị chắc luôn nha. Siêu chắc luôn. Rồi cái này chốt liền em nè. Đây nè mấy chị nè. Rồi ghi liền em mã 11 giùm em. Mã 11 size S. Chốt liền em mã 11 size S nha mấy chị nha. 260.000 giá sỉ nha mấy tình yêu nha. Chờ lấy thì chốt liền em. Mã 11 size S. 11 size S. Ui.
12 size S luôn. 11 cho tường quay. 12 size S quần ống sung vừa nè mấy chị. 12 size S nha, quần ống sung dáng vừa nha. Dáng vừa cho mình mang con này lên rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Lên rất là dạng như là kiểu giống như là hấp dáng luôn đó mấy chị nha mấy chị nha. Giờ lấy chốt liền em mã 12 size S luôn, quần ống sung. Rồi 13 size M. 13 size M giùm em quần ống sung luôn. Rồi chốt liền em mã 13 size M siêu đẹp nè mấy chị. 13 size M giùm chị. Chốt liền em mã 13 size M, em có cho mình được một con. 13 size M. 12 cho Quỳnh Anh. Mười ba thậu đi. Rồi cái này chốt liền em mã 14 size 29 nè. 14 size 29 màu đẹp không mấy chị? Mấy cái quần này là các bạn mang đi làm công sở, mang với lại áo sơ mi, áo phông nè. Sơ mi, áo phông, khoác vest này kia rất đẹp luôn. Cái mấy cái này mang giày cao gót đẹp lắm mấy chị. Mấy cái phông quần này các bạn đi làm các bạn mang đi giày cao gót rất đẹp lắm. Mã 10 mấy? 14. Mã 14 size 29 một con. 14 như Ngọc Hiền Nguyễn. Mã 15 size 29 luôn. Giờ lấy chút em mã 15 size 29 đẹp không mấy chị? Rồi ghi liền em mã 15 size 29 nè. 15 size 29 dùm em coi dữ lắm nè. Mấy cái phun quần này đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy cái phun quần này mang áo cà rất tốt cũng đẹp lắm nè. Tại vì nó lưng cao á mấy chị. Lưng cao nha, không có sợ hở này kia đâu mấy chị. Lưng cao trên rốn luôn ấy. 15 dùm cho em. Rồi mã 16 dùm em size 28 nè. 16 size 28, giờ lấy chốt liền em mã 16 size 28 nè. 15 cho Đinh Nguyên. Mã 16 size 28. Chốt liền em mã 16 size 28 có con 16. Rồi cái này chốt liền em mã 17 size 29 nè. 17 size 29 này là quần đinh nhũ nè mấy chị nè. Quần đinh này là quần đinh nhũ ha. Giờ lấy thì chốt liền em nè. 17 size 29 nè. 17 size 29 là quần đinh nhũ ha. Giờ lấy chốt em mã 16 cho Nguyễn Trinh. 17 size 29 là quần rinh nhũ nha. Chờ lấy chốt liền ra. Rồi cái liền em mã 10. 10 này là mã 18 size 28. 18 size 28 nha. 17 Tuyết Mai. 18 size 28 dùm cho em. Chốt liền em mã 18 size 28 này mấy chị này. 18 size 28 nha, 139.000 một con quân đình cô ba rất là xịn sò mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em đi. 18 size 28, chốt em mã 18 size 28. 18 chút xíu. 19 size 27, chốt liền em mã 19 size 27. 19 giùm cho em ha. 19 size 27 nha. Rồi 20 size 29. 20 size 29. Trời ơi cái màu nó đẹp mấy chế ơi. Quần rinh này là lưng cao nha. Siêu cao luôn. 19 cho Ngọc Trinh 304. 20 size 29. Nè đẹp chưa. 20 size 29. Trời ơi. Nè đẹp không mấy chị ơi. 19 nha. Size 29 có con rồi. 20 size 29 luôn. 20 size 29 dùng cho em. Chốt liền em mã 20 size 21 size 29 nè. 20 cho Nguyễn Phương. 21 size 29 dùng cho em. Chốt liền em mã 21 size 29 nè mấy chị. 21 size 29 ha, đẹp không mấy chị? 21 size 29 ha. Chờ lấy thì chốt liền em mã 21 size 29 có còn. 21 size 29 dùng cho em. Chờ lấy thì chốt liền em mã 21 size 29 ha. Hai mốt cho Lương Nguyễn. Hết rồi nha mấy chị nha, còn tình đang nữa là hết rồi.
một cái quần không 31 nè. Chờ đây chốt liền em mã 31 giùm em. Ghi liền em mã 31 nha. Em có một quần ring size 31 nè mấy chị. Rồi cái này size giùm em này, size 31 nè, có con nè mấy chị. Quần ring size 31 ha, một con duy nhất. Giờ lấy thì chốt liền em mã ring size 31 một con nè. Một con ring size 31 nha mấy chị nha. Chờ lấy ring size 31 rồi chốt ring size 31 giùm em. Rồi cái này size L nè, chốt liền em mã số 1 lục đoàn. Mã 1 size L giùm em. Ghi liền em mã số 1 size L nha, em còn được tầm khoảng được 10 cục nữa là em hết đó mấy chị. Và ghi liền em mã số 1 size L. Mã 1 size L nha mấy tình yêu nha. Ghi liền em mã số 1 size L. Mã 1 size L có một con quần ring ống sung này, quần ring ống sung này chắc lắm luôn á, siêu đẹp nha. 1 L giùm cho em. Một cái dây tròn. Rồi ghi liền em mã số 2 size M này mấy chị. Mã số 2 size M dáng bôi rách này. Mấy cái này để dành mang Tết đi mấy chị. Mấy con này mang giày bata hay là mang giày cao gót cũng đẹp lắm luôn. Mặc với mấy cái áo kiểu á kìa, áo cà rất tốt cũng đẹp nữa nha. Ghi liền em mã số 2 dùm cho em. Mã số 2 size M nha. Mấy cái quần này đẹp nè mấy chị. Màu cũng đẹp nữa nha. Mã số 2 size M quần này mấy bạn bán mặc cũng vào luôn. Rồi mã số 3 size M luôn mấy chị. Số 2 cho Nguyễn Ngọc Thiện. Rồi mã 3 size M quần ống sung. Mã 3 size M quần ống sung ha. Trời ơi chốt liền em mã số 3 size M này. Mã 3 size M quần ống sung. Rồi mã số 4 size S giùm em. Ghi em mã số 4 size S quần ống sung. Rồi ghi liền em mã số 4 size S giùm mấy chị này. Quần ống sung này. Quần ống sung đẹp không? Nào để coi là đẹp đi. Đẹp quá. Đó nè. Cái chốt đưa quần ra. Rồi cái này chị lấy 34. Ghi liền em mã số 4 size S quần ống sung nha. Quần ống sung đẹp lắm luôn á mấy chị. Ôi đẹp chưa. Nhìn cái màu quần này siêu đỉnh nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã số 4. Bốn cho Nguyễn Thanh Trà. Mã số 5 size M. Trời ơi màu quần này. Mã 5 dùm chị. Size M. Đăng cái này gà qua đây nha. Mã 5 size M dùm chị. Chờ lấy chốt liền em mã số 5 mã số 3 cho. Kim em mã số 5 size M. Số 3 lúc nãy cho Nguyễn Trà My. Mã số 6 size 29 nè mấy chị. Mã số 6 size 29 dùm cho em. Chốt liền em mã số 6 size 29. Em có một con thôi. Mã số 6 size 29. À lên màu đen. Đen nãy chị lên quá trời luôn á em. Để coi còn hay không. À còn cục đen. Còn cục đen. Đây mã số 6 size 29. 6 cho Hồng Lương. Mã số 7 size 29 luôn. Ui giống đúng không? Khác hả? Coi giống không? Giống đúng không? Giống. Này hai con này. Rồi ba con luôn. Rồi bốn con luôn. Chốt đi mấy chị nè. Mã số 6 size 29 nè. Trời ơi. Thiệt sự luôn ấy. Này mấy chị nè. Bốn con size 29, chị nào lấy thì chốt đi nha. Đúng sướng luôn ấy. Bên số 7 cho Mai Khanh. Em phải bán biết bao nhiêu con mới được ra một con size L. Chị Mai Khanh nó chọn nhiều thì cộng với em 200 ngàn thì khoảng nó chọn thêm chị nha. Nha. Đây. Mã số 7 size 29, cái quần này đẹp nè. 7 size 29 dùm đi. Cái bạn ổn sao cũng được, mà đừng có bơm bằng quá. Cuối năm mấy chị không có hàng like á, nhiều khách chốt không được, mình chốt được mình bơm hàng là tội. Số 7 với Kỳ Kỳ. Mã số 8 size S. Kim em mã số 8 size S, trời quần này đẹp kìa. 8 size S dùm cho em. Chốt liền em mã số 8 size S nè. Mã số 8 size S, cái đó nó có co giãn á chị, 60kg vừa luôn ấy, đẹp lắm. Mấy cái quần đó nó có co giãn á.
Rồi cái này chốt liền em mã số 8 size S nè, một con. Mã 8 size S dáng bôi nha, con quần này đẹp lắm luôn. Số 3 giáo Nguyễn Ngọc Thiện. Rồi cái liền em mã số 8 size S, quần này đẹp nè, con quần lên đẹp lắm luôn. À 326, 326. Mã số 8 em có size S, size M, size L, giờ lấy chốt liền nè. 8 đường vàng. Rồi mã số 8 có size M, L nữa nè, giờ lấy size kèm size giùm nè. Mã số 8 em có size M, size L nè, chờ lấy size gì của mình size đó giùm em. Đẹp lắm nha. Con quần này lên nè mấy chị nè. Con này bạn mang mấy cái áo cà rốt sốt là con dáng lắm luôn á. Tại vì cái đai quần của nó cũng đẹp sẵn rồi nè, không cần phải mang lịch gì đâu mấy chị. Đẹp lắm, cái đai quần rất là đẹp luôn nha. Đây mấy chị nè, mã số 8 kèm size M, L giùm em. Kim em mã số 8 kèm size M, L nha. Mã số 8 này rất là đẹp luôn, con quần lên đẹp lắm nha, M, L. Kim em mã số 8 kèm size ML. Rồi ghi liền em mã số 9 size M này. 8L cho Mo Nguyễn. Mã số 9 size M này mấy chị. Mã số 9 size M, mấy cái phun quần mấy chị, mấy cái đai quần nó đẹp đó, mình lấy mặt đi mấy chị đẹp lắm. Tám M cho Hà Thúy. Một màu đen, 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 đen. Anh em mã số 9 đúng không? Mã số 9 size M này, giờ lấy mã 9 size M, chốt mã 9 size M. Mã số 10 size L. Chốt đi mã 10 size L giùm em. 10L, 10L quần ống sung này. Mắc quần ống len chứ. 10L giùm em. Chốt em mã số 10 quần ống sung size, à quần ống len. Chính như Ngọc Như. Mã 10 ống loe em nè, 55kg, 58kg nè. Bây giờ em 10. Đây, màu đen. Mua cho Phạm đi. Rồi cái này là quần ống loe. Mã 10. Và cái này ghi liền em ha, SML. Ghi liền em mã này là mã 10. Mã mấy anh? Mã 11 kèm size SML giùm em. Ghi em mã 11 kèm size SML ha. Chào lấy thì chốt liền em mã 11 ống lê giùm em. 11 ống lê SML giùm chị. Nhồi S cho Mai Phương. Rồi cái này chốt liền em mã 12 size L luôn đó. 12 size L nè, túi này đẹp không? 12 size L giùm em. 11 L cho Hồng Lu, Hồng Lự. Rồi cái này chốt liền em mã 12 size L. 11 size M cho Cần Thị Phan. Mười hai size L quần ống sung. Mười một size M cho Nguyễn Kha. Rồi cái này có size S, size M, size L, dáng bôi màu đen đẹp lắm luôn. 13 SML giùm em. Chốt tìm em mã 13 kèm size SML này mấy chị. 13 này đẹp nè mấy chị. 13 này lấy lại nha. Dáng bôi SML màu đen. Ghi mê mã 13 kèm size SML. 12 cho Đinh Nguyên. Ghi liềm em mã 13 kèm size SML dùm cho. Mười ba đóng bôi nha, kèm size SML dùm cho. 13 kèm size SML. Hiệu A xé cho Hiền Trâm.
Ra xe lời bé em Phan. Một con xe 29 nè, chờ lấy cho mày mã siêu phẩm xe 29 nè. Siêu phẩm xe 29 nè. Đơn em gộp với Thí Diễm, mày lấy luôn nha, tôi không gộp được. À, cái lấy thì chiều chủ nhật cái lấy nha em, ngày mai không lấy được đâu. Chủ nhật em ghé lấy nha, mai thì không ghé lấy đâu, ngày mai thì ghé lấy được đơn trước thứ năm thôi, còn đơn thứ sáu thứ bảy là chủ nhật, chủ nhật ghé lấy nha. Rồi siêu phẩm gì nè, còn size gì anh? M. Còn một con size M kìa mấy chị. Siêu phẩm size 29 nè, chờ lấy chốt đi em mà siêu phẩm size 29 nè. Siêu phẩm size 29 cho Mỹ Dung. Sao 27 nè, chờ lấy chốt liền em mã số 1 sao 27 nè, đẹp lắm luôn. Sao ghi liền em mã số 1. Ok thì Mỹ Dung nha. Mã số 1, 27, 28, 29 nè mấy chị. Ghi liền em mã số 1, à, mã số 1 nè, em có size 20, 27 thôi. Mã 1 size 27 nè, màu đẹp lắm luôn nha, coi dáng nè mấy chị nè. Đẹp ôi là đẹp luôn, màu này đẹp quá trời đẹp luôn nha. Ghi liền em mã mấy? Mã số mấy? Mã mấy bên rồi? 1. Ủa em đọc mã số mấy? Ghi liền em mã số 1, size 27 đi mấy chị, không có size 29 nha. Từ từ em lên size 29 ra. Ghi em mã số 1, size 27 nè. Mã 1, size 27 dùng chà. Chốt liền em mã số 1 ha. À, 3168, đây mấy chị cái này. Số 1 cho Dương Diệm. Em cho Dương Diệm mấy Dương Diệm. Rồi cái này chốt thì em mã số 2 nè mấy chị. Mã số 2 nha. 27, 28, 29. Mã số 2, 27, 28, 29. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Mã 2 kèm size 27, 28, 29. Mỗi mẫu có một quần thôi. Đẹp lắm luôn nha. Đây, xuất sắc luôn. Màu hơi bị đỉnh nha mấy chị nha. Màu quần rinh này đẹp lắm luôn. Rồi chị lấy thì chốt liền em. Mã số 2 kèm size giùm em 27, 28, 29, chiều lấy chốt liền nè. 27, 28, 29 nha, đẹp lắm. Mã số 2 kèm size lên. 27, 28, 29, chiều lấy chốt liền nè. Kim em mã số 2 kèm size. Còn không phải chắc là ngày mai em lai nốt quá. Rồi mệt quá rồi, chị ơi, bỏ không có luôn á. Số 2 size 8 nó dài ăn. Số 2 size 9 cho Trang Đinh. Số 2 size 9 hồng luôn. Đây mấy chị, mã số 3 26. Mã số 3 là em có từ 26 cho tới 29 nha. Mã số 3 26. 26 là 78 29 giùm em. Còn ống rộng, ống rộng kiến dài không nha. Còn mấy chị. Số 2 size lại cho Nguyệt Đặng. Còn ngắn dài nhưng mà size L không mà nó ép rồi. Thôi để ngày mai em like nha, giờ trễ quá rồi mấy chị ơi. Số 3 kèm size giùm em. Số 3 giùm em ha. Số 2 size 8 cho Nguyễn Anh đi. Số 3 từ size 26 cho tới size 29 đi. Số 3 kèm size 26, 28, 29.
Một con siêu phẩm CL nè. Siêu phẩm CL nè, đẹp không? Siêu phẩm CL có một con thôi. Siêu phẩm CL nha. Còn thôi mấy chị ơi. Qua xe bảy cho Thu Tâm. Kể quá rồi mấy chị, 12 giờ rồi. Để ngày mai đi làm nữa mấy chị. Số 3 xe 8 là Dương Diễm. Vẫn còn ngồi kia chưa xong đó mấy chị. Sao mà em làm? Sao mà em lại ca 10 giờ cho mấy chị? Xung dài xây lờ này. Xung dài xây lờ này đó chị. Ba xe 6 cho Hương Nguyễn. Đình Nguyễn là thích mới là rất cũ rồi. Đình Nguyễn. Siêu phẩm. Ba xe 8 cho Hồng Luân. Chứ vẫn xây lời cho chị nào nhỉ? Chứ vẫn cho chị ơi. Nguyễn Ngọc Thiện. Chứ vẫn lời cho chị Nguyễn Ngọc Thiện. Rồi chị lấy xung lời, chút xung lời giùm em có cái này. Xung lời nhi ngày mai like nha. Giờ em mở có mấy chị ơi, trễ quá rồi á. Trễ hoặc không á. Không phải đùa đâu, trễ lắm rồi. Mai rồi lắm. Rồi ngày mai like nha, tắt like nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Rồi bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Còn phong trắng 49 đây em cái nha chị Hải. Hết rồi chị ơi, hết phong trắng luôn rồi, xung lời cháu ra đi. Xung lời cho chị Thì Trang ha. Rồi bye mấy chị nha. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon, hẹn gặp mấy chị ngày mai 10:30 highlight nha. Rồi bye bye mấy chị.